Cho nên trong cuộc sống này những cái sự hiểu lầm là do chúng ta nghe không kỹ. Và khi chúng ta nghe pháp á, mình nghe bằng âm thanh và nghe luôn cả giáo pháp. Cái đó gọi là nghe mà nghe. Nghe tiếng, nghe luôn ý nghĩa của cái lời đó, gọi là nghe mà nghe. Còn trường hợp mình nghe tiếng mà không nhận được cái pháp, gọi là nghe mà không nghe. Nghĩa là chỉ nghe được cái tiếng của vị đó nói, nhưng mình không nhận được cái nghĩa lý vị đó muốn nói gì, thì cái đó trường hợp đó gọi là nghe mà không nghe. Còn trường hợp nghe tiếng vị đó nói mà nghe luôn cả cái nghĩa người đó nói, hiểu rất tường tận, đó gọi là nghe mà nghe. Có trường hợp thứ ba là không nghe mà không nghe, nghĩa là mình ngủ thẳng cẳng. Nhiều khi thầy nói êm quá không, rồi là bắt đầu mình liêm diêm, mình nhập định, và sau đó mình giật mình, ủa hồi hướng rồi hả? Rồi khi mình nghe rõ rồi thì mình sẽ thực hiện, thì có đó gọi là gì? Đắc quả quan hệ. Đây là trường hợp á. Có những vị người ta nghe xong người ta thực hiện, và người ta thấy rất là có kết quả. Ngày hôm qua Pháp Hòa được bà cụ 75 tuổi viết cho một lá thơ. Hồi trước kia con hay chấp lắm, nếu mà con nói mà con cháu không nghe là con buồn tủi lắm, mà kể từ khi nghe thầy băng giảng của thầy rồi là con buông xả và con không còn chấp trước như vậy nữa. Đó, cái vị đó gọi là gì? Đắc quả đó. Nghĩa là nghe rồi thực hiện, thực hiện mình mới thấy được cái kết quả và chúng ta sanh vui. Quý vị học học nấu ăn á, mà nấu thành công là vui. Mình học kinh mà mình thuộc kinh là mình sẽ vui. Mình học thỉnh chuông mõ mà mình biết thỉnh chuông mõ rồi mình sẽ vui. Mình học xếp áo tràng và bây giờ mình xếp cái áo tràng rất là đẹp, rất là ngay ngắn, rất là gọn gàng, không lượng thượng nữa, mình sẽ rất vui. Mình học những cái nghi lễ trong chùa và hôm nay mình làm được, mình sẽ rất vui. Cho nên việc gì mình làm được mình sẽ vui, gọi là đắc quả quan hỷ. Thường thường trước khi mà lên pháp thoại là Pháp Hòa xá Phật xá Tổ, và trong thâm tâm Pháp Hòa là cầu nguyện Tam Bảo chư Tổ gia hộ cho con có đủ cái năng lực để con chuyển những cái lời Phật Tổ dạy đến cho đại chúng, vì con biết khả năng của con không có, và con chỉ nương nhờ oai lực của Tam Bảo. Thì khi nào mà một buổi pháp thoại đó nói xong mà Pháp Hòa thấy rằng mình đã truyền đạt được những gì mình muốn và những hết ý tứ một phần lớn của giáo nghĩa, Pháp Hòa xuống, Pháp Hòa rất là vui. Dù có mệt cỡ nào đi nữa nhưng mình đã hài lòng với cái buổi nói chuyện của mình, Pháp Hòa vui lắm. Cho nên khi nào mà cái người nói mà người ta phấn khởi, người ta nói là tùy vào thính chúng đã đến nghe pháp và đã trợ duyên cho cái buổi pháp thoại bằng cách nào. Cho nên đại chúng nhớ là không phải riêng cho Pháp Hòa mà tất cả các buổi pháp thoại của quý tôn đức, việc làm đầu tiên của chúng ta là phải tắt phone. Và không nên nghe phone trong buổi pháp thoại. Có nhiều khi mình nghe phone xong mình ngồi bắt luôn nữa. Alo, tôi đang nghe pháp, bà tới chưa? Thì mình sẽ làm dao động. Và mình đi tới đi lui cũng làm người khác, người ta mất sự chú ý. Cho nên có một lần đó, có một cái vị đó viết tờ giấy lên mét với thầy á, xin thầy nói ban tổ chức cắt bớt người chụp hình. Đi tới đi lui lãng giảng trước mặt con nghe được gì. Bảo Hòa nói cái này em chưa mặc áo giáp. Cho nên là cái đắc quả nghĩa là mình thành tựu được những gì mình học, mình nghe và mình thực tập.
Quý vị không thể nào có niềm tin chánh tín sâu hơn nếu như sự tu tập của mình không có đầy đủ. Nếu mình chỉ nghe pháp mà mình không thực hành thì mình không thể nào mình vui được với những cái gì mình thành tựu được. Ví dụ mình học thỉnh chuông mà về nhà mà không bao giờ mình thỉnh đó, thì tới hồi hữu sự gọi mình lên thỉnh thì cái tiếng chuông mình nó không đều, nó không hay. Còn ở nhà mình thường thỉnh thì tới khi chùa cần gọi mình lên, mình cầm cái dùi chuông mình thỉnh tiếng chuông không sợ hãi. Và cái tiếng chuông mà sợ hãi ngại ngùng đó, nó phát ra đó, người ta hiểu được là mình, tiếng chuông của mình chưa đủ tự tin. Mình chưa đủ tự tin với cái tiếng chuông của mình. Cái người thỉnh mỏ ta nghe ta cũng biết luôn. Cái người mà cái vị nào mà tụng kinh mà rành rỏi rồi đó, nghe tiếng mỏ tiếng chuông là biết người thỉnh mỏ thỉnh chuông chưa tự tin với tiếng mỏ của mình. Nhiều khi nó chỉ chậm như một giây thôi, rớt phần nửa nhịp thôi là nó cũng vô nhịp nữa. Thật ra cái người thỉnh mỏ cũng rất quan trọng. Vì thỉnh mỏ như thế nào để mà người ta tụng kinh mà người ta nhịp nhàng được tiếng mỏ, tụng mà nó phát ra được cái âm ba trầm hùng làm cho người khác nghe kinh mà người ta lắng tâm. Cho nên cái vị mà truyền giới sư, các thầy mà truyền giới đó cũng phải nói cho rõ ràng âm thanh để cho giới tử nghe cho rõ cái giới đó là cái gì, để cho người ta thấu hiểu. Cho nên nó phối hợp rất là nhiều thứ. Thì tóm lại, trong kinh đưa ra những cái sự hoan hỷ mà Pháp Hòa thưa với đại chúng đó. Người nói hoan hỷ, người nghe hoan hỷ, và sự chứng nhận, chứng được cái sự tu tập một cách hoan hỷ. Nếu mà mình làm cha làm mẹ mà mình thấy con mình nó nghe lời mình, nó làm những cái điều mình dạy vui lắm. Mình sẽ rất là vui khi thấy. Thỉnh thoảng Pháp Hòa ở trong chùa, Pháp Hòa những cái buổi lễ bình thường để cho các thầy đệ tử nhỏ ra làm lễ, thỉnh thoảng Pháp Hòa sướng những cái bài kệ bằng chữ Hán mà Pháp Hòa chưa dạy mấy thầy bao giờ. Nhưng mà lâu lâu Pháp Hòa lại nghe mấy thầy lập cái bài kệ đó, Pháp Hòa rất là vui. Vì mình biết rằng trong khi mình tụng cái bài đó, đệ tử mình có lắng nghe và đã học cái bài kệ đó và đã sướng cái bài kệ đó. Mình biết rằng đệ tử mình có nghe những gì mình hướng dẫn một cách gián tiếp. Giờ có các thầy mà lâu lâu lên làm lễ mà nghe sướng mấy cái bài chữ Hán mà qua thỉnh thoảng mà sướng. Các thầy ở ngoài đó sướng mà mình trong này trong lòng mình sung sướng. Tại vì mình biết rằng những gì mình nói ra đệ tử mình có tiếp nhận, không trực tiếp nhưng mà bằng sự gián tiếp. Có một đệ tử nhắn gửi cho Hòa một cái lá thơ nhỏ: con cảm ơn sư phụ, đôi lúc tụi con làm sai sư phụ thấy và sư phụ không nói trực tiếp, nhưng mà sư phụ đã đem cái đó ra để hướng dẫn chung cho đại chúng và con đã tiếp nhận được. Cho nên nếu mà người đệ tử có cái sự, vì sao? Vì khi mình nói mình không có bằng cái tâm ghét. Tôi ghét đứa đệ tử đó, tôi phải mang nó ra, tôi hành quyết nó giữa đại chúng vậy. Thì cái lời nói đó không phải là lời nói của pháp sư, không phải lời nói của giảng sư, không phải là lời nói của cái người thầy muốn hướng dẫn. Cho nên ngay cả một người thầy mà muốn dạy cho đệ tử mà nếu dạy bằng không bằng cái tâm từ của mình, không bằng cái tâm thương yêu của mình, thì lời nói đó đệ tử cũng không tiếp nhận được. Có nhiều khi mình la rầy rất nặng nhưng đệ tử rất hạnh phúc được tiếp nhận. Là vì sao? Vì thật sự mình đã xuất phát từ một trái tim thương yêu của mình. Cho quý vị thấy, có nhiều khi có nhiều người á, mình gần chơi nói chuyện chung, mình nói họ lời nói mà mình nói họ nghe hết á. Tại vì họ nhận được lời nói đó từ cái lòng từ của mình, chứ không phải là từ sự ghét bỏ. Cho nên ngộ nhân hoan hỷ, văn pháp hoan hỷ và chứng quả hoan hỷ. Và đó chính là ba sự hoan hỷ mà đoạn cuối của mỗi bài kinh đó,
các vị đệ tử hoan hỷ phụng hành. Ở đây muốn định nghĩa chữ hoan hỷ cuối của bài kinh đó. Và không có gì hạnh phúc hơn là cuối một lời dạy chỉ cần nghe hai chữ hoan hỷ phụng hành. Và chư tổ đã định nghĩa chữ hoan hỷ của cuối bài kinh đó bằng ba phương, ba cái nghĩa: người nói, người nghe và sự thành tựu, đủ được để nói tới cái hoan hỷ phụng hành. Cuộc sống của chúng ta, dụ như chị ơi, chị hoan hỷ lấy giùm em cái thau. Người nói hoan hỷ, người nghe hoan hỷ, lấy cái thau hoan hỷ. Ê, lấy giùm tôi cái thau coi. Thì chị kia, mình nói không hoan hỷ phải không? Người kia cũng sẽ nghe không hoan hỷ. Tôi làm gì mà tên ê? Mà tôi vô đây tôi không quả cho tôi làm mọi bà sao mà sai tôi dữ vậy? Nghe không hoan hỷ phải không? Dẫn đi lấy cái thau, dẫn cái thau xuống cái bóp nè, quả không hoan hỷ. Vậy thôi. Vậy thì trong cuộc sống này, chúng ta muốn cái kết quả nó hoan hỷ thì hãy nói hoan hỷ, để người nghe hoan hỷ, và những gì chúng ta muốn thực hiện sẽ hoan hỷ. Một ngôi chùa rất cần sự hoan hỷ như thế. Tại vì tất cả chúng ta đến đây chỉ là bằng tất cả tâm của mình cho Tam Bảo, thì chúng ta đến bằng hoan hỷ, chia sẻ với nhau trong hoan hỷ, và người tiếp nhận lời nói của nhau trong hoan hỷ, để ngôi chùa được thành tựu trong sự hoan hỷ. Vợ chồng cũng vậy thôi. Vợ chồng mà đừng có nghĩ rằng người đó là vợ tôi muốn nói gì nói. Dạ không. Người đó là chồng tôi muốn nói. Dạ không. Chính vì là chồng là vợ cho nên sự nói với nhau lại phải càng cẩn thận hơn. Vì ngay từ đầu chúng ta đã nhận rồi mà, tương kính như tân, kính trọng nhau như người khách, người bạn, thì không có lý do gì chúng ta nói những lời xúc phạm. Nhất là không nên xúc phạm đến gia đình, cha mẹ của hai bên. Nếu hai bên có lỡ những cái buồn phiền gì với nhau, không nên lo dòng tộc cha mẹ ra, hai bên ra chửi bới. Nói không hoan hỷ, nghe không hoan hỷ thì cái quả nó không có, nó phát lúc đó rồi nó vui, nhưng mà sau đó cái đau khổ, cái hiềm hận nó lưu ở trong lòng. Thưa đại chúng, mình đó là có một cái tâm nhẫn nại, nhưng mà chúng ta chỉ mới nhẫn mà chúng ta chưa xả bỏ. Cho nên cái đau khổ, cái hiềm hận mà người chồng, người vợ đã nói với mình đó, nó lưu lại trong tâm. Gần đây Pháp Hòa có một cái em viết cho một lá thơ: mẹ con, ba con đã đối xử với con rất tệ. Hồi nhỏ đánh đập con, chửi bới con. Bây giờ lớn lên thì rất là thương con. Con nhận ra hết nhưng mà con không quên được những lời nói, những hình ảnh mà ngày xưa cha mẹ đối với con. Và bây giờ con cầu cứu thầy làm sao giúp cho con tiêu trừ cái tâm đó. Mỗi lần mẹ con lại bên con vuốt ve thương con thì con không nhận được cái hiện tại mà con cái quá khứ nó đem về. Rồi con cảm nhận mẹ đang giả bộ, mẹ đang làm bộ, mẹ đang gỡ gạt những gì mẹ đối với con. Tại sao vậy? Tại vì những cái đó nó rơi trong cái tàn thức của người con đó rồi. Tàn thức là gì? Là cái memory. Và những gì chúng ta đối với nhau nó rơi vào ở trong cái tàn thức đó. Pháp Hòa ví dụ như là quý vị chưa gặp Pháp Hòa và quý vị chỉ thấy trên băng, trên dĩa thôi, thì quý vị cũng có trong tàn thức nhưng mà chưa trực diện, chưa tiếp xúc. Và quý vị nghĩ rằng ồ, một lát nữa tôi gặp thầy tôi sẽ vui như thế này, tôi vui thế kia. Xui quá trời, bữa đó gặp bị ông nổ một cái rồi nguyên cái hình ảnh nó rớt trong cái tàn thức mình. Và chúng ta bị như vậy nhiều lắm. Cho nên là chúng ta hay thần tượng, thánh thần một bức tượng, ta hồi tượng nó rớt cái gì? Sụp đổ. Thần tượng sụp đổ. Và nghe một câu chuyện đó thì chúng ta sẽ nói với mình rằng mỗi người đều có những cái lò chứa, cái ổ chứa đó, gọi là cái memory, cái storage.
mình không khéo thì tất cả những cái đó nó rơi vào trong cái tàn thức, nó không gỡ được. Có một cái em đó, nó không nói chuyện được với ba, nó hận ba ghê gớm. Thì lần đó mời Pháp Hòa tới nhà để mà giải hòa cho gia đình. Thì sau khi mà giải hòa rồi là vợ chồng ôm nhau, con cái cha mẹ ôm nhau để mà giải tỏ nội kết. Một tháng sau Pháp Hòa hỏi thăm, thì đứa nhỏ nó mới nói: con chưa tiếp nhận được ba, tại vì mỗi lần ba tới ôm con là con cảm tưởng như ba giả bộ, ba miễn cưỡng. Pháp Hòa mới nói: con phải thông cảm cho ba, mười mấy năm trời gây gỗ, bây giờ chỉ mới có một tháng biểu ba ôm con là ba đang ráng làm, nhưng ba chưa có thể làm một cách tự nhiên được. Pháp Hòa vừa nói xong, ông già ông khóc nức nở. Chỉ có thầy nói được đúng cái điểm của con, tại vì ông biết ông đang gượng gạo, nó cảm nhận được chứ, nhưng mà mình phải thông cảm, ta gượng gạo, tại vì cả bao nhiêu năm trời không làm việc đó. Nên là đừng nói vợ chồng mà gây với gỗ với nhau, giận nhau cả tháng mà bữa nào què lợi cũng còn ngại ngại lắm chứ đâu phải bình thường. Mới đầu ông bà từ từ anh em trở lại bình thường chứ. Mà hễ mà lúc mà thương ấy, anh làm này cho em, tao hồi giận nói trỏng mà lấy này tôi coi, cơm tôi nấu rồi đó. Nó khác liền à. Chứ trong cuộc sống mà nếu mà mình cái sự cảm mà nó có rồi là nó thông hết, nó thông được hết. Cảm có mới có thông, gọi là cảm thông. Mà đã thông rồi đó là sẽ cảm, cho nên gọi là thông cảm. Mà trước hết mình phải cảm. Mà muốn cảm phải làm gì? Đặt mình vào người đó, đặt mình vào vị trí của người đó, mình sẽ hiểu được. Quý vị nào mới tới chùa một tuần, hai tuần đầu có ngại ngôn lắm, nhưng mà lâu ngày rồi, đi chùa đó lâu rồi thì mới có được cái sự tự nhiên chứ. Mình mới về nhà chồng có bản lẻn lắm chứ, làm gì cũng phải thưa gửi chứ. Rồi tới hồi mà quen rồi thì nó khác chứ. Thì ai cũng phải thế thôi. Cho nên đứa nhỏ đó mới nói là: ba ôm con thì có, nhưng mà nó nói tiếng Anh đó, I don't see him in it. Tôi bảo nói không, con phải thông cảm, tại vì ba con làm chưa quen việc đó. Tại vì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng là cái câu cuối cùng của mỗi cái lời kinh chúng ta tụng, chữ hoan hỷ. Và chư tổ đã định nghĩa hoan hỷ ở cái điểm đó, ở chỗ nào? Chỗ nào gọi là hoan hỷ phụng hành? Thì người nói phải hoan hỷ, người nghe phải hoan hỷ, và sự chuyển hóa của mình nó kết quả gọi là chứng, gọi là đắc quả hoan hỷ. Giờ mình qua câu hỏi ha. Đại chúng mệt không? Dạ. I hope so. Bây giờ mình sẽ sinh hoạt và vấn đáp một vài câu hỏi đây ha. Nếu như câu hỏi không có hết, ngày mai sáng mình còn buổi nữa. Ngày mai sáng coi tới được không? Ngày mai có chương trình đó. Chút xíu nữa sẽ thầy Nguyễn Hiển sẽ thông báo. Thầy phone Pháp Hòa, thầy nói là một buổi tối thứ hai. Xong Pháp Hòa gửi vé máy bay qua, thầy thấy Pháp Hòa đi về lúc 2 giờ, cái thầy chen thêm buổi sáng. Rồi bây giờ nếu có câu hỏi thì quý vị cứ giữ đi, để ngày mai sáng mình sinh hoạt. Rồi bây giờ xin tiếp tục câu hỏi, xin bắt đầu câu hỏi nha. Mô Phật, xin thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu. Con đã quy y rồi, bạn con chưa quy y, con khuyên bạn ấy quy y, bạn nói không quy y, không biết thì tội ít, còn quy y rồi phạm tội thì nhiều hơn. Mong thầy giải thích. Câu hỏi hay quá. Không có cái chuyện gọi là không biết thì tội ít, mà biết rồi tội nhiều. Not fair. Rủi ví dụ, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Quý vị chưa quy y nha,
Nhưng mà trong cái nhận thức bình thường, mình biết là mình giết người có tội không? Biết không? Vậy thì bây giờ nếu mình giết người xong nó I don't know. Nói vậy sao được? Anh không biết hay là anh biết gì cũng thế thôi. Anh giết người là phạm tội. Và người ta sẽ tùy theo cái cách giết của mình mà người ta định tội mình là first degree, second degree, second murder, first murder gì đó, không biết. Ở đây á, chúng ta khuyên quy y là như thế này. Chúng ta quy y rồi, để chúng ta biết cái gì sai mà lỡ có phạm, chúng ta biết nương tay. Ví dụ hồi xưa mình xưa quy y phải không? Ai trọng tới mình coi chừng nghe mày. Nhưng mà mình khi mình quy y rồi đó, vừa dơ vậy âm mô Phật. Khác không? Hồi nãy vậy mà giờ vậy rồi. Chưa quy y thì là phàm phu tục tử. Quy y rồi vẫn phàm phu, nhưng phàm phu Phật tử. Quy y rồi đâu phải chứng thấm chứng quả gì đâu. Nhưng mà bây giờ tôi biết rồi, tôi choàng lên người tôi một chiếc áo của Phật tử, tôi biết nương tay. Tôi có làm cái điều đó, nhưng mà tôi biết, ví dụ như mình biết nó tội, rút lại bớt. Hồi xưa ăn cắp hốt 100%, bây giờ thôi quy y rồi, nhả xuống bớt đi. Đó là Pháp Hòa nói là mới bước đầu đó nha. Lấy nhưng mà cho người ta sự sống nữa. Cho nên á, Phật rất là tâm lý. Phật nói về nè, người nào giữ được một giới tới hai giới gọi là tiểu phần cư sĩ. Người nào giữ được ba giới gọi là bán phần cư sĩ. Người nào giữ được bốn giới thì gọi là đa phần cư sĩ. Người nào giữ trọn được năm giới gọi là toàn phần cư sĩ. Phật đâu có bắt mình, nhưng mà thưa đại chúng nè, không giết người nè, không trộm cắp nè, không tà hạnh nè, không lường gạt dối trá nè, không rượu chè cờ bạc nè, dù mình chưa thọ giới quy y nhưng mình đã phạm trầm trọng hết năm cái này chưa? Chưa. Thậm chí chưa giết người nè, không trộm cắp, dù không hiểu gì nhưng mình hiểu căn bản, qua xứ này rồi có thiếu thốn gì đâu mà phải ăn cắp, là không bao giờ ăn cắp. Cái thứ hai, một đứa con nít nó lớn lên nó cũng nhận biết giết người là phạm tội cho nên nó không làm. Điều thứ ba, tự mình sẽ hiểu rằng mình đã có gia đình rồi thì không quan hệ tình cảm dục nhiễm với người khác. Cái điều đó tự mình ý thức mình giữ thôi. Cho nên dù quý vị chưa quy y nhưng trên cái căn bản đạo đức của con người, mình đã tiếp nhận cái đó và thực hiện. Hôm nay lễ quy y chẳng qua là một cái lễ để chính thức mình phát nguyện, con nguyện giữ gìn năm cái điều này. Để làm gì? Để bảo hộ cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Cho nên quy y là một cái pháp tích cực. Chúng ta rất tích cực muốn chuyển hóa mình trở thành một người sống trong đời này mà luôn mang hạnh phúc cho mình, cho người, cho xã hội. Chứ đâu phải mình trở thành một cái tín đồ của một cái đạo giáo để rồi mình làm thì được phước, không làm có người ai đó trừng phạt mình. Không cần tới Phật trời nào trừng phạt mình đâu. Mình chỉ cần sai quấy những cái điều đó thôi, luật pháp cũng sẽ xử mình. Hay là tự tâm mình dằn vặt khổ đau tự mình. Mà Phật không có bao giờ Phật bắt tội ai hết. Cái chữ tội ở đây không có nghĩa là có ông trời, ông Phật nào bắt. Chữ tội ở đây nghĩa là chúng ta tự biết cái đó sai mà vẫn làm, thì chúng ta khổ não tự thân tâm mình là tội. Đọa là khi tâm mình không còn sống trong vui vẻ nữa, lắng chìm trong đau khổ, đó là đọa. Chứ không có ai mà ngồi đó ghi sổ đọa mình hết. Chữ tội là thế nào là tội? Biết mà cố phạm là tội. Biết không biết mà làm là lỗi. Nhưng mà Pháp Hòa nói thật, không có ai, thí dụ như bây giờ nói mình đăng cấp cái đồ đó, cái bắt được ấy, tại vì tôi không biết. Làm sao nói được? Anh không biết, chị không biết, tại sao rình rập mới lấy? Biết sai mới rình chứ. Biết ăn cắp là sai mới rình rập, không có người ngó mới lấy chứ. Cho nên đó, mình quy y rồi thì mình vẫn là phàm phu chứ có gì khác đâu. Nhưng mà phàm phu Phật tử, nghĩa là bây giờ phàm phu này nè,
có chất Phật rồi, đang chuyển hóa dần. Cho nên đừng có sợ quy y, mình đã giữ rồi chứ có gì đâu. Thì hôm nay chính thức phát nguyện thôi. Và không thể nói là không quy y lỡ làm không có tội. Nếu quy y rồi làm sẽ tội nặng. Không quy y và quy y gì làm tội vẫn giống nhau. Vì cái gì chúng ta thành nghiệp là tội. Ví dụ nha, Pháp Hòa khởi ý muốn ăn cắp, vì nó có cái vật để Pháp Hòa ăn cắp. Pháp Hòa là nhân ăn cắp, có cái tâm thích ăn cắp. Của cải người ta để cho mình sanh tâm muốn ăn cắp, gọi là duyên ăn cắp. Rồi nghĩ có cách nào ta, để coi có cái túi ni lông nào ở đây không ha. Kiếm cái cách lấy đó, gọi là cách thức ăn cắp. Gom ba cái đó lại: nhân ăn cắp, duyên ăn cắp, cách thức ăn cắp, thành tựu gọi là nghiệp ăn cắp. Còn bây giờ nếu mình có nhân ăn cắp, duyên ăn cắp có mà phương thức không có, đông người quá ngó, thôi đi. Nghiệp không thành. Dù có thể là khởi ý nghiệp nhưng thành tựu được cái quả nghiệp đó chưa. Cho nên rất là rõ ràng, tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có cái nhân của tham, của sân, của si hết á. Nhưng mà nếu chúng ta tu tập để giảm cái duyên, lỡ duyên nó đến chúng ta giảm cái đó. Ví dụ như mình nổi sân mà cái người đó cứ tới nói là mình biết rồi đó, cái người này là nhân nổi sân của mình nè. Thôi tôi bước ra ngoài, tôi không có đứng đây tôi nghe nữa, hồi tôi chịu không được tôi nói lại là mất lòng. Bỏ ra ngoài là dứt cắt cái duyên đó. Cái này là đoạn duyên, hay là cái này là cắt duyên. Thật sự trong cuộc sống này, duyên để cho mình lỡ lầm phạm lỗi đó nhiều lắm đó. Quý vị nào mà ghiền cờ bạc, có duyên cờ bạc thiếu gì ở đây nè. Mà nó gặp mình nó ngoắc ngoắc vô vậy. Đèn chớp chớp đó, come in. Mình nghe lời nó mình vô là dai sun. Cho nên biết không biết gì cũng lỗi giống nhau. Thí dụ như bây giờ mình trong năm giới này là rõ ràng có thể là mình giữ được 4 rồi đó, còn cái có thể chưa được. Thì 4 cái kia khỏe rồi, giờ còn cái thôi. Thì cái đó ráng chuyển từ từ. Cho nên nói năm mà không có gì cực nhọc hết. Không có gì cực nhọc hết. Và quý vị thấy rằng lá cờ Phật giáo có 5 màu nè, xanh, vàng, đỏ, trắng, cam đó. 5 cái màu đó là tượng trưng cho 5 giới đó. Và Đạo Phật muốn đưa 5 cái điều này lên làm nền tảng xây dựng hạnh phúc cho con người, xã hội. Ngày nào con người còn, xã hội loài người còn, ngày đó 5 giới này vẫn là nền tảng để xây dựng mọi hạnh phúc. Không luận người Việt, không luận là Phật tử, bất cứ ai muốn có đời sống an vui của con người thì đây là 5 phương pháp. Cho nên người Mỹ họ thọ 5 giới này một cách triệt để. Họ có thể là đạo Chúa, đạo Tin Lành, họ không cần làm lễ quy y, họ chỉ cần làm lễ thọ giới thôi. Họ giữ 5 giới này để bảo đảm hạnh phúc của gia đình họ. Họ thấy nó quá thiết thực. Và thậm chí những người Mỹ đã thọ giới xong rồi đó, họ thực tập hay quá, họ viết những cái bài kinh nghiệm, họ gom ra thành một quyển sách gọi là For the Future to be Possible, để có một tương lai trong sáng, thành một cuốn sách chia sẻ những niềm vui, những hạnh phúc mà họ đã thọ giới, mà người Mỹ viết, đã in thành một tập sách đó. Quý vị nào muốn đọc, tìm cái quyển đó đọc, For the Future to be Possible. Mà mỗi người họ sẽ thuyết trình về năm giới, sự thực tập của họ cho mình nghe. Và những người đó, có những người là những học giả nổi tiếng của giới học giả Mỹ. Con là Phật tử tại đâu đó không biết nữa. Con xin sám hối vô cùng mười phương tam thế chư Phật trước, nếu con sai ngưỡng mong thầy giảng đáp cho con rõ. Người tại gia tùy tục, nhập gian tùy khúc với người đời, song với trong đạo trong chùa thì có cần giữ quy củ của đạo chúng ta tại chùa, của đạo Phật chúng ta tại chùa ở tại Mỹ quốc này không ạ?
con thấy dung mạo thầy rất từ bi và chiếu sáng một cái gì con không thể diễn bằng danh từ nào cho đúng. Kính mong thầy khai kim khẩu, nếu thầy có thể cho con rõ thời khóa biểu tu hành. Này điều tra lý lịch. Thưa đại chúng, mà đúng như vậy thôi. Mình tới đâu thì mình phải tùy theo mọi cái hoàn cảnh của quốc độ đó. Tuy nhiên sự hành trì chúng ta không thay đổi. Pháp Hòa ví dụ, ở Việt Nam mình á, 3 giờ sáng là thỉnh đại hồng chung ở các chùa, hay là 3 giờ rưỡi thỉnh chuông, 4 giờ là đại chúng vân tập lên chánh điện tụng lăng nghiêm buổi sáng, 5 giờ điểm tâm. Vì đó là quốc độ của mình. Nhưng qua xứ Mỹ này làm sao mà dám thỉnh chuông 4 giờ sáng được, phải không? Chuông chưa được thỉnh mà hàng xóm đã thỉnh mình đi rồi. Thì bây giờ mình phải tùy duyên chứ. Cho nên ở đây, ở nước ngoài, 5 giờ thức chúng, 6 giờ ngồi thiền tụng kinh. Không bỏ thời kinh nhưng tụng trễ lên chút thôi. Mà thật sự ra thời gian không quan trọng. Ví dụ như á, giờ này ở đây mình là tối thì Việt Nam mình trưa, trưa hay sáng gì đó, sáng. Thì bây giờ nói mời đại chúng đi ăn tối, ở Việt Nam gọi qua nó, ủa giờ này ăn sáng chứ sao ăn tối. Giờ giấc nó không có giống nhau. Mình ở đâu mình theo đó. Tuy nhiên chúng ta hòa nhập, nhưng mà chúng ta không có hòa tan. Chúng ta không có hòa tan và chúng ta vẫn giữ được những thời khóa. Ví dụ như ở Việt Nam mình đã không có cái vụ mà cúng mỗi chủ nhật rồi nha. Ở Việt Nam là không có lễ ngày chủ nhật. Việt Nam là mùng 1, ngày thứ 2 thì cũng cúng, mà thứ 3 cũng cúng, vì đó là cái truyền thống của mình, ngày nào mình có thể sử dụng được. Nhưng qua đây rồi á, tất cả ngày tốt đều rơi vào ngày thứ 7 chủ nhật hết. Cho nên đám cưới á, coi ngày là coi cho vui thôi, chứ cuối cùng đám cưới nào cũng thứ 7 chủ nhật hết á. Vậy coi chi cho mắc công vậy. Thuận tiện ngày nào làm ngày đó. À, khi đánh mỗi tiếng chuông cho đến dứt âm thanh rồi mới đánh tiếng thứ hai, xin thầy giải thích. Dạ không phải, nó tùy theo cái trường hợp. Mà trước hết Pháp Hòa phải giải thích cái vụ chuông mỏ. Chuông ai văng vẳng đâu đây? Tội nghiệp, nó xài phone iPhone 11. Biết xài không biết tắt. Hoan hỷ hết. Tại vì đang nói chuông đó. Thưa đại chúng, là thời của Đức Phật, thời của Đức Phật hay là ngay cả bây giờ các chùa bên truyền thống Nguyên Thủy Nam Truyền á, cũng không có sử dụng chuông mỏ. Chẳng qua là khi đạo Phật truyền đến các cái nước Á Đông á, thì chúng ta thường sử dụng những âm thanh như là những lễ nhạc, lễ cụ, nhạc cụ. Cho nên chúng ta lấy căn bản tiếng chuông, tiếng mõ để phối hợp với tiếng tụng kinh của mình. Bởi vì cái cách tụng kinh của mình là mình đa âm. Đa âm là nhiều giọng lắm. Quý vị để ý thời kinh có người cao, người thấp, người ngang, người bằng, nó không đồng. Cho nên lấy cái tiếng mõ để làm cái nhịp, để đưa mọi người về chung một nhịp. Vậy thì cái tiếng mõ đó là cái tác dụng để đưa mọi người trở về cái thời kinh cho nó đều hài hòa với nhau. Tiếng chuông là một tiếng báo hiệu. Vì vậy cho nên á, người thỉnh chuông phải nắm được cái căn bản của thời kinh, là mình giữ chuông là giữ cái gì. Không phải cứ bon tiếng là xong, mà mình phải biết nó là một cái hiệu lệnh. Vậy thì cái hiệu lệnh này nó sẽ thỉnh như thế nào? Ví dụ khi mình vào một thời kinh thì tiếng chuông của mình không cần quá thưa. Thí dụ như thế này, trước khi thỉnh chuông là mình nhập hai tiếng, mình thức cái chuông lên.
Trước hết là để làm cho cái chất đồng này nó rung chuyển, để nó có đủ khả năng nó tiếp nhận một tiếng đập, một tiếng đánh, để nó không bể chuông. Vì nó là một loại đồng mà nếu chúng ta thỉnh đại vô nó sẽ bể chuông, cái đó người ta gọi là tức chuông đó. Trường hợp thứ hai, ý nghĩa thứ hai là để cho mọi người nghe sắp sửa có một tiếng chuông, các vị chuẩn bị lắng nghe và sau đó mình thỉnh. Và nếu mà là chuông tụng kinh, vô chuông mở để vô thời kinh thì tiếng chuông sẽ là như thế này. Hai tiếng nhặt, một tiếng rơi, và nó đều như vậy. Người thỉnh chuông phải đủ năng lực phát tiếng chuông đều, không nên tiếng nhỏ tiếng lớn. Từ đó nó hiểu được cái tâm trạng của người thỉnh chuông. Thí dụ mình thỉnh vậy nè, thành thử ra người ta nghe được chuông này không có nội lực, mà chuông này rất là bất lực. Thế là cái người thỉnh chuông phải phát được từ cái tâm của mình. Đạo Phật á là trở về với nội tâm. Mà tâm mà có lực, lời nói sẽ có lực, tiếng tụng kinh sẽ có lực, tiếng chuông sẽ có lực, tiếng mõ sẽ có lực, cắm cây nhang sẽ có lực. Người không đủ nội lực của nội tâm cắm cây nhang méo mó. Thỉnh tiếng mõ không có chuẩn, thỉnh tiếng chuông không phát ra, làm cho đại chúng người ta nghe mà ta thức tỉnh. Vì chuông chùa ngân rã mười phương mộng, mình thỉnh tiếng chuông như thế nào để người nghe trở về với sự. Và chuông chùa không bao giờ là tiếng chuông như thế này. Đây không phải chuông chùa. Không bao giờ trong chùa thỉnh tiếng chuông như thế này được. Vì chuông này là của đình của miễu. Cúng đi. Lại đi. Bỏ vô nhiều. Vậy là chuông của đình miễu, không phải chuông chùa. Chuông chùa phải khoan thai, phải làm cho người nghe lắng tâm. Đây là chuông. Còn nếu mình ngồi thiền, nếu mình thỉnh chuông cho đại chúng ngồi thiền, thỉnh 3 tiếng cho ngân, mà cho đều với nhau bằng cách là hơi thở của mình. Thí dụ mình thỉnh 1 tiếng, hít thở 3 hơi. Đủ 3 hơi thở thỉnh tiếng thứ hai. Đây là chuông ngồi thiền. Mình sẽ đưa đại chúng về cái trạng thái tĩnh lặng của thiền quán bằng cách thỉnh 3 tiếng chuông, để mọi người tỉnh thức trở về. Mà 3 tiếng chuông thật là khoan thai. Cho nên chuông mà tụng kinh, thí dụ mình thỉnh chuông cho Phật tử lễ Phật á, ta lại xuống, ta lại một xuống rồi cho người ta đứng lên. Thấy ta đứng lên vừa chừng rồi, thỉnh tiếng thứ hai cho người ta lại xuống. Ta mọp xuống rồi, thấy ta mọp vừa rồi cho người ta đứng lên. Và khi cái đây là cái lại thứ ba nè, lại xuống. Mà cái thứ ba này không nhập nữa mà thỉnh lên, để cho người ta biết đứng lên và đây là lễ thứ ba rồi, không cần nhập chuông nữa. Thật ra người thỉnh cái chuông, cắm cái nhang, thỉnh tiếng mõ, đánh cái khánh, người ta hiểu được nội tâm mình hết. Người thầy mà có quan tâm đệ tử là đi ngang thấy đệ tử cắm cái nhang là biết đệ tử này tâm ngay chưa, tâm thuần chưa. Thỉnh tiếng chuông đó phát ra đủ nội lực của tâm chưa? Có nhiều người thỉnh chuông vậy nè, thấy hùng hổ lắm nghe, dơ lên vậy. Nãy dơ lên mình tưởng là sắp bể cái chuông rồi đó. Và có nhiều người phát tiếng chuông vậy,
phát là phải phát tiếng chuông, nhập là sẽ ra nhập, thỉnh là phải ra thỉnh, chứ không thể nào nhập xong rồi cái về cái làm tiếng chuông nó không ra. Và cái cách mình cầm cái dùi chuông để biểu lộ rằng sự khoan thai, cầm dùi vậy nè, chứ không ai cầm vậy đó, cầm vậy là baseball, thỉnh chuông thỉnh mỏ là tay mình cầm, biểu lộ cái trạng thái nhẹ nhàng của mình. Và khi mình, trước khi mình thỉnh chuông, mình cầm cái dùi chuông, mình tĩnh lặng tâm mình xuống cái đạo, đừng có lên vội mà cầm cái dùi chuông mà phát ra tiếng, vì mình cứ nghĩ miễn có tiếng chuông là được rồi. Đa phần người thỉnh chuông không được học kỹ là cứ nghĩ rằng cứ lên đi thỉnh đi, có tiếng chuông là được rồi. Thành ra cái thời kinh chuông mỏ nó vẫn phát, nhưng mà không đủ nội lực để truyền tải, đưa người ta trở về cái một thời kinh mà người ta tụng xong người ta cảm thấy khoan khoái hoan hỷ. Cái thứ hai đó là mình phải biết rằng cái chuông nó ngang cỡ nào. Ví dụ Pháp Hòa ngồi đây nè, cái chuông này nó đủ cái tầm cao nè, thì Pháp Hòa thỉnh như vậy nè, để cái chuông nó phát lên. Chuông là không có thỉnh ngang về, thỉnh như vậy là mình lật cái chuông, mình hất cái chuông lật, thỉnh xéo vậy nè, để mình đưa cái tiếng chuông nó đi lên, phát cái tiếng chuông nó lên. Còn nếu mình thỉnh về nó kêu cái beng mà nó không có đúng cái âm thanh của nó. Và thỉnh chuông, trước khi thỉnh mình chỉnh cái chuông cho nó nghe. Nói chung là một cái quá trình tu tập. Còn cái thứ hai nữa đó, khi mà mình tụng kinh, nếu mà tụng ba biến, ví dụ chú Vãng Sanh tụng Nam Mô A Di Đà Phật tới ba biến đi, thì cái biến thứ ba đó, cái biến thứ ba đó là giữa của bài đó, đó là mình phải thỉnh một tiếng. Ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật 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 để hết thỉnh thêm tiếng nữa. Tại sao biến thứ ba mình phải thỉnh giữa buổi một tiếng, báo cho toàn chúng biết đây là biến thứ ba rồi. Có nhiều người ta tụng, ta nhắm mắt ta tụng cho ta biết có biến thứ mấy nữa, ta đã biến mất tiêu rồi. Cho nên thôi mình thỉnh một tiếng chuông lên báo cho toàn chúng biết. Có nhiều khi mình đợi tới cuối mình mới thỉnh, phải không? Chí ra khá lễ ta bà ha, cái ông kêu ha Nam Mô A Di Đà. Tại vì mình không báo cho ta biết, tâm hồn ta đang phượng phất khắp mười phương rồi. Niệm Phật cũng vậy, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ông chủ lễ niệm bao nhiêu đâu ai biết. Thành thử ra mình muốn cho người ta lăn qua, người ta sẽ đi qua Quan Âm á, thì phải Nam Mô A. Cái câu cuối của Nam Mô A Di Đà Phật là phải thỉnh ngay từ đầu, Nam Mô A Di Đà Phật, làm ta nghe là ô dứt cái này là qua Quan Âm. Nhiều khi chập thỉnh trễ quá, Nam Mô A Di Đà Phật, thì người Quan Âm người vẫn còn ở Di Đà. Phải vậy không? Cho nên á, ông chủ lễ, ông thỉnh chuông, ông thỉnh mỏ, ba ông này phải là hợp tác với nhau dữ lắm. Chứ không phải mạnh ông chủ lễ làm, mạnh ông chuông cứ dệt, mạnh ông mỏ, mỏ cứ thỉnh. Mỏ là diệt chúng, chuông là duy na. Duy na là gì? Là người cầm cái lĩnh. Duy na là người cầm lĩnh. Trong suốt thời kinh là chỉ hai tiếng chuông chứ không có ba tiếng. Vì nếu ba tiếng là dứt, dứt thời kinh rồi. Cho nên khi nào mà thời kinh xong rồi đại chúng dứt thì lúc đó mới thỉnh ba tiếng. Vô ba tiếng, dứt cũng ba tiếng. Đây là Pháp Hòa nói căn bản thôi, chứ còn cái này là thuộc phạm vi của các thầy nghi lễ, các thầy sẽ dạy rất kỹ hơn. Còn ở đây Pháp Hòa nói trong cái căn bản, trong cái thời kinh bình thường ở nhà mình tụng thôi. Ăn chay có được ăn trứng không thầy? Bình thường có ăn ba má đó không? Bình thường cũng ăn ba má nó luôn phải không? Quý vị hiểu câu hỏi không?
Bữa nào ba má nó còn ăn là tụi nó mà ăn thua gì. Chọc chơi vậy thôi nha. Thưa đại chúng là thật sự ra đó thì theo cái truyền thống ăn chay nguyên thủy thì chúng ta không có ăn trứng gà. Nhưng mà sau này thì ở đây thì đa phần trứng là nó thuộc về gọi là gì, công nghiệp, nó không có trống. Thì ai muốn ăn thì ăn, chứ cũng không có gọi là nên ăn hay là không ăn. Pháp Hòa không nói, mà cái đó tùy mình thôi. Thì ai muốn ăn thì cứ ăn, không ăn cũng không sao. Và cũng không ăn á cũng không có nghĩa là mình tu giỏi. Và đừng có nghĩ rằng mình không ăn trứng rồi mình thấy những người ăn trứng rồi mình nói này nói kia. Không có ai thành đạo đắc quả do không ăn trứng hết đó. Đừng có dở trứng thì nó mới thành trứng. Thí dụ như mình không ăn trứng, nhưng mà mình có thể du di ở bánh bông lan, bánh mì, hay là những cái loại bánh mà ta có đánh trứng gà, mình nhẹ nhàng trong cái việc đó thì tốt rồi. Miễn làm sao, giá dụ như mình ăn chay mà cái món đó nó có thịt ở trong đó, mà bây giờ lỡ mình ăn vô rồi cũng nhẹ nhàng đi, không có sao hết á. Rồi thôi, biết cái đó rồi dừng không ăn nữa, chứ không có phun ra phèo phèo. Trời ơi chết tôi rồi, bao nhiêu năm tu hành tôi tiêu rồi, rồi lại khác chứ. Thì người ta thấy mình quá máy móc. Có nhiều khi ngày rằm mình phát nguyện ăn chay mà nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Bình thường trứng không ăn, chứ ăn chay là đợi qua 12 giờ thôi rồi qua ngày mới rồi. Nhưng mà ăn chay rất là máy móc. Làm sao để biết mẹ mình đã siêu thoát? Bà đã mất năm 1975 và báo mộng sẽ đi về một nơi xa. Thank you thầy. Cô không biết mà cô hỏi thầy, thì ngày mai cho thầy cái vé thầy đi qua thăm bà là thầy về đó. Em có theo dõi bà đâu biết bà đi đâu. Nhưng mà đây là trên cái căn cứ kinh nghiệm của các tổ thôi. Khi một người thân mình mất, mình không còn thấy họ trong chiêm bao, thì mình biết là họ đã được đi tái sinh về một cõi nào đó. Ngược lại nếu mình vẫn thấy họ, nhưng mình để ý cái trạng thái thấy đó như thế nào, họ đau khổ hay họ rất là thoải mái, thì cũng biểu lộ rằng họ đã đi về cảnh lành. Không ai bảo đảm điều đó, nhưng mà đó là căn cứ kinh nghiệm của các tổ chỉ dẫn lại cho chúng ta, để chúng ta hiểu rằng người thân mình đang sinh về cảnh nào. Mà cũng đúng thôi, ví dụ như người nào khổ mới réo mình hoài. Căn cứ nè, Quan Âm Bồ Tát mà suốt năm nay không thấy mình lợi quỳ râm râm là biết bữa nay mình ok rồi đó. Còn tuần nào cũng thấy mình mà ngày nào cũng thấy mình, con là mẹ. Con tên là Nguyễn Thị Bông nè, pháp danh là Diệu Hoa nè, con đang bệnh lắm mẹ ơi. Là mẹ Quan Âm đứng bắt tân, I know you rồi đó. Mà khi nào mà mình không có còn bệnh tật gì là hình như mình ít có nhớ Phật. Căn cứ trên cuộc sống chúng ta, chúng ta mà khổ là nhìn biết liền, cầm cái nhang dài là khấn còn khúc. Còn mình hết khổ xá xá vài cái cấm đại khái vậy. Tại người nào mà còn khổ thì tìm mình thôi. Nhưng mà tại sao trong một gia đình 10 người mà không ai gặp, chỉ có một người đó gặp? Nghĩa là người đó đủ duyên để độ cho cái vong đó, và người đó biết khả năng của mình và tìm tới mình. Cũng giống như bây giờ mình muốn mượn tiền phải kiếm người có tiền để mượn chứ, muốn xin giúp đỡ phải tìm người có khả năng. Nói vậy thôi. Câu hỏi nữa là mình nghĩ ha. Dạ. Có mệt không? Ủa sao kỳ vậy? Rồi bây giờ thêm câu nữa nha. Dạ thầy, cho con hỏi,
làm sao biết mình đang trả nghiệp hay người ta đang tạo nghiệp? Quý vị hiểu câu hỏi không? Không, mà ví dụ bây giờ người ta tới chửi mình, thế thì mình làm sao biết là mình đang trả nghiệp cho người đó hay là người đó đang tạo nghiệp với mình? Đó, cái câu hỏi là như vậy, là cái ví dụ là như vậy. Để cho tâm mình thoải mái, không dính bận, thì mình nên nghĩ rằng mình đang trả cho họ hơn là họ đang tạo. Vì khi mình nghĩ họ đang tạo, nghĩa là trong lòng mình ghi sổ nợ với họ. Mà ghi sổ nợ với họ thì mình nhớ họ nhiều hơn. Mà nhớ họ nhiều hơn thì kiếp sau mình sẽ gặp họ sớm hơn. Và gặp nhau để làm gì? Để làm khổ cho nhau, chứ không phải. Bởi vì ngay cái duyên đầu là đã nghịch rồi, thì làm sao gặp nhau bằng cái thiện nữa. Cho nên nếu mình nghĩ người ta nợ mình là mình sẽ nhớ và sẽ gặp. Cho nên vì vậy, thậm chí mình làm ơn cho người mà mình còn không nói là mình làm ơn mà. Để chi? Để mình không còn lưu luyến giữa mình với họ nợ hay là không nợ. Cho nên thi ơn không ghi nhớ. Vì thi ơn mà ghi nhớ là thi ơn có mưu đồ. Thi ơn mà còn không nhớ thì huống chi người ta tới với mình. Cho nên tốt nhất mình nghĩ thôi, hôm nay tôi cũng có duyên, chứ hồi trước tôi chưa tu là nó chết với tôi rồi. Bữa nay tôi biết tu rồi, tôi đệ tử Phật rồi, tôi nghe cái cô đó nói thôi, tôi biết là tôi trả nghiệp. Mình nghĩ gì cũng được đó. Còn không thì mình nghĩ thánh thiện hơn là người đó đã tác thành cho mình thành tựu được cái nhẫn nhục ba la mật. Khổng Tử nói á, mình làm sai mà người khác chỉ cho mình cái sai, người đó là thầy của mình. Mình làm đúng mà người đó khen mình, người đó là bạn mình. Nếu mình làm sai mà người đó vẫn tâng bốc mình, vẫn khen tặng mình, người đó là kẻ thù của mình. Vì người đó, nếu mình làm sai họ chỉ cho mình họ là thầy mình là phải rồi. Còn mình làm đúng thì họ khen thì bạn mình. Còn nếu mình sai mà người đó không chỉ cái sai mà cứ tâng bốc để cho cái sai mình tiếp diễn thì người đó không tốt với mình. Cho nên á, để mình đã thấy nó là oan trái, là nghịch, thì tại sao phải ghi nhớ là anh đang trả, anh đang tạo nha. Nghĩ chứ chứ. Mà nghĩ rằng người đó tạo với mình thì mình sẽ ghi sổ. Mà ghi sổ là sẽ gặp. Mà gặp thì toàn là khổ chứ có hạnh phúc gì đâu. Cho nên thôi, không cần ghi nhớ. Phong là ví dụ vậy nè. Có nhiều người đang hạnh phúc vậy, cái đụng cái gia đình tan vỡ. Trời ơi trời, biết vậy con không tu, tu ra nó đổ nghiệp. Thì Pháp Hoàng nói tại sao mình nghĩ mình đổ nghiệp mà tại sao mình không nghĩ rằng hết nghiệp. Nhiều khi trong cuộc sống này mình sống nhau, mình làm khổ nhau không chứ có hạnh phúc gì đâu. Tại vì hôm nay chấm dứt được rồi là hết nghiệp. Cho nên á, nhiều cái quan trọng là mình biết cái cách tư duy quán chiếu để sự việc nó đưa mình đi lên chứ không chìm mình xuống. Phong là ví dụ thứ hai. Có một thiền sư đang ngồi, có một đệ tử tới nói: dạ thưa thầy, con lúc này á, con ăn chay trường tu hành rất là tốt, nói một lô những cái tu tập của ông. Thì vị hòa thượng mới nói: ồ vậy ông không phải là con người. Ông nổi xung thiên lên, ông nói tôi không phải là con người, vậy tôi còn gì? Cái hòa thượng nói: thì ông là ông Phật. Nhưng mà thường thường khi người ta nói mình không phải là con người thì mình nghĩ mình sao? Mình nghĩ họ đang nghĩ mình thấp không à? Mà tại sao mình không nghĩ người ta đang nghĩ mình cao? Cho nên ông hòa thượng nói: vậy ông phải là con người, vậy tôi còn gì? Ông Phật. Thì lúc đó nói: vậy sao ông nói sớm? Quý vị thấy được cái tâm mình không? Luôn luôn là mình hướng hạ, ít khi nào mình hướng thượng. Thí dụ như mình nghĩ vậy nè: thôi tôi còn sân si lắm, để khi nào tôi hết sân si tôi mới quy y. Không tu lấy gì hết. Bộ để nguyên vậy có nó hết sao? Bây giờ tại sao mình không nghĩ ngược lại: tôi còn tham sân si lắm, tôi cần quy y để tôi giảm tham sân si.
Đa số là mình nghĩ là mình tiêu cực, là mình nhận mình xuống nữa. Mình không thể nào nói với con mày, mày ngu lắm, thôi nhà luôn đi cho mày dốt luôn. Con mình nó còn ngu lắm, phải gửi nó tới trường cho nó học để nó tiến bộ. Đó là cái tâm của mình chứ. Mình thấy nó dở mình phải đưa nó lên chứ. Tại sao mình nói vậy? Thì y chang trong đời sống của chúng ta. Mình thấy mình dở là mình nhận chìm xuống luôn. Nói thôi tôi còn ngu lắm, tôi không tu hành gì được đâu. Ủa, tôi còn sân si lắm, để tôi hết sân si tôi mới tu. Nếu biết mình còn sân si phải tu để mình giảm sân si. Biết mình còn dở phải tu để hướng thượng cho mình. Chứ tại sao mình lại nhận chìm mình xuống? Thì chẳng khác nào như mình nói với đứa con mình vậy đó. Mình nói với đứa con mình là mày ngu lắm, mày học chi. Thậm chí mình biết nó học dở, phải đi tìm nhiều lớp nữa cho nó học thêm. Để làm gì? Để cho nó tăng trưởng sự hiểu biết của nó. Nó dở toán, tìm khu môn toán cho nó học. Nó dở anh văn, tìm khu môn English cho nó học. Nó dở môn nào phải tìm môn đó cho nó học. Chúng ta cũng thế. Chúng ta dở cái nào chúng ta phải tu cái đó. Thí dụ như mình còn tham, tập bố thí. Mình còn sân, tập quán từ bi. Mình còn si, tập quán nhân duyên trí tuệ. Để giảm cái si mê của mình. Tại sao mình si mê? Vì mình không thấy rõ nguyên nhân của các pháp. Thấy rõ được nguyên nhân rồi, hết si mê. Cho nên giảm si mê là phải quán nhân duyên trí tuệ. Còn muốn giảm giận tức, thấy họ thương tội nghiệp, họ không hiểu họ làm điều đó, quán từ bi để giảm cái sân si của mình. Cái đó gọi là đối trị, pháp đối trị. Mình thấy cái người đó khổ, thấy cảnh khổ là tự nhiên cái tâm từ bi mình động lòng liền. Thì lòng từ bi mà mình bị động á, gọi là động lòng đó, động lòng từ bi đó. Rồi thì biết người đó đói khổ cái gì, mình đưa sự giúp đỡ của mình trực tiếp tới người đó, đúng theo cái nhu cầu của họ. Cái đó là hạnh. Mà trước khi cái việc làm của chúng ta đó, là chúng ta phải làm bằng lòng, lòng từ. Cho nên việc làm gì của chúng ta làm là phải từ bằng lưu xuất từ lòng từ bi. Thì cái việc làm đó trọn vẹn ý nghĩa, mà làm không có bỏ cuộc nửa chừng, không có do giận mà bỏ, không có do hờn mà bỏ, không có do người ta khiêu khích mà bỏ, không vì bất cứ lý do ngoại nào mà có thể làm cho người đó lui sụp được. Tại sao? Vì người đó làm bằng tất cả tấm lòng từ bi của họ. Và thưa đại chúng, Pháp Hòa được biết là hai sư cô khi đặt tên chùa ở đây đâu có nghĩ gì xa đâu. Cứ nghĩ là người tu mình thì phải có lòng từ bi để cứu giúp, cho nên đặt Từ Hạnh thôi. Nhưng mà khi Pháp Hòa nghe hai sư đặt tên Từ Hạnh á, thì Pháp Hòa lại nghĩ rằng hai sư đã lấy hai pháp danh, hai đạo hiệu của hai hòa thượng lớn của Phật giáo Việt Nam để đặt tên cho chùa. Đó là Hòa thượng Trúc Lâm, Thượng Thanh Hạ Từ, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Làng Mai, Hòa thượng Thượng Nhất Hạ Hạnh. Chúng ta thường gọi là Hòa thượng Nhất Hạnh. Pháp Hòa tưởng vậy đó, tại hai sư cũng là đệ tử của hai sư ông hết. Tưởng là hai sư ráp cái tên lại. Pháp Hòa nói cái này á, để rồi ai ở Cần Thơ đó, ai mà ở Cần Thơ á, thì sẽ biết rằng ở thành phố Cần Thơ có một ngôi chùa tên là Khánh Quang. Và tại sao ngôi chùa đó được đặt tên là Khánh Quang? Là bởi vì ngôi chùa đó đã lấy đạo hiệu của hai hòa thượng có công để chấn hưng Phật giáo thời đó. Đó là Hòa thượng Khánh Anh và Hòa thượng Huệ Quang. Cho nên lấy hai đạo hiệu đó ráp lại thành chùa Khánh Quang. Ai ở Cần Thơ biết chùa Khánh Quang thì phải biết rằng tại sao chùa đó được đặt tên là Khánh Quang. Thì ở đây cũng vậy. Thì Pháp Hòa không có lạ, vì khi sư, hai sư đều là đệ tử của hai hòa thượng thì giờ đặt tên chùa. Nhưng mà khi hỏi lại thì sư nói không có, tình cờ. Khi hỏi giờ đặt tên chùa gì thì sư chân vị mới nói mình tu thì đâu có gì ngoài lòng từ bi và hạnh cứu nguyện cứu khổ, thôi đặt chùa Từ Hạnh. À, bây giờ quý vị tới chùa Từ Hạnh, quý vị chỉ cần nhìn ở phía sau nhà tổ á, có bức hình hai sư ông nắm tay với nhau.
Sư ông nhất hạnh xong thanh từ, hai sư ông nắm tay với nhau. Chỉ cái hình đó thôi là nói được tên chùa rồi đó. Hai cái hình đó là lúc Hòa Thượng Làng Mai đi về Việt Nam lần đầu tiên á, 2005 á. Hòa Thượng Làng Mai đi đến thăm Hòa Thượng Trúc Lâm. Và quý vị coi những cái thước phim đó cảm động lắm. Hòa Thượng từ Hòa Thượng Làng Mai bước xuống xe đi lên, Hòa Thượng Trúc Lâm đứng chống cây gậy chờ. Rồi hai Hòa Thượng đi lại với nhau và nắm tay nhau, cười vui sau mấy mươi năm hội ngộ. Và tấm hình đó được chụp lại. Rồi hôm qua Pháp Hòa mấy ngày nay Hòa tới chùa, Hòa nói chỉ cần bước vô chùa này, nhìn cái bức hình đó thôi là biết được chùa này tên gì. Thưa đại chúng, khi mình tu tập á, mình muốn làm bất cứ việc gì nó đều có những cái chướng hết. Chứ chướng là gì? Chướng là ngăn che, làm trở ngại mình. Nhưng mà có hai loại chướng. Một á, là chướng ngại, hai là chướng nạn. Chướng ngại á, là những cái gì nó phía trước mình không thấy, lấy nó ra là xong. Chướng ngại dễ chữa hơn chướng nạn. Cái gì gọi là chướng nạn? Chướng nạn là khi mình không thích điều đó, mình cứ để hoài trong lòng không bỏ ra được, thì cái đó bây giờ nó đã trở thành ra cái nạn của mình rồi. Ví dụ như là mình không thích cái cô đó. Mới đầu mình gặp cô đó mình không ưa, thì gặp chú đó mình không thích. Chú đó ngồi đâu á, mình xách giỏ mình đi ngồi chỗ khác. Thì cái ông này đó là chướng gì? Chướng ngại hay chướng nạn? Chướng ngại thôi. Bị thấy ông ở đó mình xách giỏ đi chỗ khác vẫn ngồi. Nhưng mà mai mốt á, người ta mời tiệc mà mình hỏi có cái ông đó đi không? Có cái ông đó đi là tôi không đi. Bây giờ ông này trở thành gì của mình? Chướng nạn. Nghĩa là không cần thấy mặt, chỉ cần hỏi tới tên người đó là bao nhiêu cực đau khổ trong lòng mình nó trồi lên, nó bực bội lên và không làm cho mình tiếp tục. Mình quen với người kia, người kia mời mình đi mà chỉ vì người đó mà mình không đi. Thì từ một cái con người chướng ngại nó trở thành ra chướng nạn. Và khi chướng nạn đã có rồi thì nó trở ngại tất cả sự việc khác. Quý vị hiểu cái chướng đó không? Chướng gì mà trước mắt mình gọi là chướng ngại, dằn vặt trong lòng mình không ra được là chướng nạn. Tất cả chúng ta sống ở đời, nếu mà mình tu tập, mình làm việc gì không có chướng ngại thì việc làm chưa thể gọi là thành tựu. Tại sao? Bởi vì trong 10 điều tâm niệm có câu đó, việc làm đừng cầu không chướng ngại, vì không chướng ngại thì kiêu căng ngã mạn. Cho nên việc gì mình làm phải khó khăn, phải có những trục trặc. Cái chữ phải có đây không có nghĩa là mình xin cho có. Thuận thì tốt, mà trở ngại thì lấy trở ngại làm phương châm tiến bước. Nhưng mà có nhiều khi không ai trở ngại mình hết, không ai làm gì hết, mình chỉ nghe người ta thị phi thôi. Mình nghe người ta nói thị phi. Thị là gì? Chữ thị là gì? Thị là đúng, phi là sai. Mình nghe người ta nói đúng sai phải quấy về người đó, về việc làm đó, tự nhiên block, không tới, không tìm hiểu, không gì hết. Mà rõ ràng không hiểu sao thương. Có hiểu mới có thương, phải không? Không hiểu sao thương. Bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, mình quen cái anh đó, rồi mình muốn lấy anh đó làm chồng, tại mình thương anh đó, rồi anh đó thương mình, cũng mình với lấy mình làm vợ. Nhưng mà thương nhau mà hiểu nhau hết chưa? Chưa. Về nhà sống chung 10 năm hiểu được 30%, ở trăm năm chưa chắc đã hiểu hết. Mà càng hiểu rồi, có đôi lúc đó, nếu tu đó, nếu có tu thì hiểu rồi thương, không có tu thì hiểu rồi bực. Trời ơi, hồi đó tôi quen ổng, ổng đâu có vậy. Không phải lúc quen ổng không có vậy, nhưng mà ổng rất khéo che cái đó.
che cái tật đó, thấy không? Cho nên lúc mình gặp đó, mình biết thấy vậy thôi, thấy không? Nhưng mà khi đi sâu mình mới thấy. Thì Pháp Hòa nói như vậy, thì cũng như thế, có những việc, những người mình chưa đến, chưa chắc mình đã có hiểu ta gì đâu mà mình lại ghét bỏ người ta. Đó, vợ chồng sống chung mà chưa chắc mình đã hiểu hết, huống chi người mình chưa gặp, mình chỉ nghe người ta thị phi mà mình lại phiền não, thì cái đó gọi là nghi chướng. Cái nghi ngờ nó làm chướng ngại mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như có cái người đó làm từ thiện, mình nghe người đó làm từ thiện cái mình muốn gửi, cái tự nhiên có người nói thôi đừng có gửi, người đó thế này thế kia, mình không có biết, chưa biết gì về người đó, thôi rút lại. Không có phải là cái người, cái nghi chướng đó nó làm cho mình không có thực hiện được cái từ thiện của mình không? Trong khi đó hỏi từ thiện nhiêu? 20. Mà người ta đã làm từ thiện mấy chục ngàn, bao nhiêu năm nay một lần từ thiện, mình đóng góp một phần nhỏ thôi, nhưng mà mình không đưa một giọt nước đó vào trong cái biển phước, thì lấy gì mình cộng phước? Phước là phải cộng, tại vì một mình không đủ. Phước là phải cộng, mà nếu không khéo thì cộng gì? Cộng nghiệp. Nghiệp cũng có cộng mà phước cũng có cộng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, cái khóa tu ở Ma Quy này á, có một số Phật tử muốn đi nhưng mà không biết đường, thì có một Phật tử khác nói tôi đi, thầy đi, sư cô kia đi. Dạ sư cô đi, cho con đi theo. Vậy thì mình, thầy đó phải đi, mình đăng, mình ghi danh mình đi thêm đó, có phải là mình cộng không? Cộng. Rồi qua đây á, mình đang cộng phước nè, Phật tử ở bên Honolulu, Phật tử ở bên này, Phật tử các tiểu bang về đây, có những người chở thức ăn qua đây nấu cho mình ăn mấy ngày nay. Mình đâu có biết ở đâu ra, cứ ngồi xuống là có phở, đứng dậy là có xôi bắp. Mà mình đâu có biết ở đâu ra, mà thấy rõ ràng là mình đang cộng phước không? À, như vậy quý sư cô ở đây làm chùa để cho mình cộng phước. Mình đến đây sẹt sẹt chứ có làm gì đâu. Nhưng mà nhờ mình sẹt sẹt vậy đó, mấy cô vui, mấy cô không có lonely, mấy cô ở đây lâu hơn chứ mình, gọi là cửu trụ ta bà. Cho nên cái đó là một cái ví dụ thôi. Cái người người ta đề xướng việc phước, mình cúng dường vô một phần phước, một chút thôi, 20-10 đồng, không có nhiều để mà so với một cái công việc Phật sự lớn, nhưng mà cái đó gọi là cộng phước. Nhưng mà bây giờ mình nghe cái người kia, đừng có đưa, đưa nó lấy nó đi chơi. Đó là mình cộng nghiệp với cái người nói. Có thể cái người kia người ta không ưa cái người nọ, do sự ganh tị nào đó mình không biết, nhưng mà người ta thấy mình dễ nói quá, nói mình ngưng cho mình không, mình ngưng việc phước, mình cộng với cái việc đồng tình với người này là mình cộng nghiệp. Thì cái gì nó làm chướng ngại mình tạo phước mà dễ tạo nghiệp? Nghi. Giờ quý vị biết được một cái chưa? Nghi chướng. Mà khi mà nghi rồi á, thì nó đưa ra cái gì? Bất tín. Bất tín là không có niềm tin. Mà con người mình á, ai cũng phải có chữ tín. Có một câu chuyện vui á, anh chuyên môn đi trễ hoặc là hứa lèo. Bữa nọ anh đi tới đó, cái cô kia nói anh á không có giữ uy tín vậy đó. À, anh không có giữ chữ tín. Anh nói làm gì cũng có. Anh móc túi ra đưa nè, chữ tín. Tôi lúc nào cũng giữ chữ tín. Và thưa đại chúng, chữ tín á là mình mới nghe mình tin thôi. Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu, nó từ chữ tín á nó đưa mình tới tín. Cho nên chữ tín á là cái quả của cái chữ tín. Tín là nhân mà tín là quả. Thí dụ tín nữ, chứ không ai kêu tín nữ. Tín nữ nghĩa là người nữ có niềm tin sâu với Tam Bảo. Có tín nam không? Có. Nhưng mà tại cái câu người ta thường gọi cho nó suông là thiện nam, tín nữ. Chứ thật sự mà nói á,
là cô nữ này cũng là thiện nữ tín nữ, hay là nói một cách khác, thiện tín nam, thiện tín nữ. Còn mình nói thiện nam tín nữ là mình nói một câu nghe cho nó bắt dần, chứ không phải ông này con đàn ông là thiện, còn đàn bà không, đi chùa nhiều lắm bởi đàn bà tin không, không phải vậy. Người nam sống lành thiện, kính tin Tam Bảo là thiện tín nam. Người nữ sống lành thiện và kính tin Tam Bảo là thiện tín nữ. Cho nên nói cho đủ là thiện tín nam, thiện tín nữ, chứ không phải chỉ là nam thì thiện, nữ thì tín. Vậy thì để xóa đi cái bất tính, chúng ta không nghi Phật, không nghi Pháp, không nghi Tăng, không nghi những bậc đạo sư của mình. Vì không có nghi cho nên mình mới mở được đi tới cái chỗ tính, là mình có niềm tin. Mà bất tính là chướng ngại. Pháp Hòa ví dụ, tôi không tin nhân quả. Vì người không tin nhân quả cho nên không sợ tạo những cái lỗi lầm. Ví dụ như đi gây đau khổ cho bao nhiêu người, lợi dụng tình cảm của người đó gây bao nhiêu khổ đau cho những người phụ nữ khác, vì không tin nhân quả. Nhưng mà thưa đại chúng, Đức Phật không phải là người tạo ra nhân quả. Đức Phật là người thấy rõ nhân quả. Đức Phật chỉ nói cho mình nghe thôi. Mình không tin, mình cũng không có vượt ngoài nhân quả. Pháp Hòa ví dụ, mình đi làm đàng hoàng, cuối tháng lãnh lương. Đi làm là nhân, lãnh lương là quả. Có tiền là nhân, biết xài tiền là quả. Để dành tiền là nhân, dư tiền là quả. Anh đánh người ta là nhân, anh bị người ta đục lại là quả. Nhân quả không phải do Phật chế, dành riêng cho Phật tử không. Tất cả con người chúng ta, các loài chúng ta đều sống trong nhân quả. Anh không tin, anh vẫn không lọt lưới nhân quả. Nhưng nếu anh có tin nhân quả thì anh không bị trở ngại những cái phần làm xấu. Tức là khi mà anh muốn làm xấu, anh nhớ nhân quả không làm. Ví dụ một người học sinh đi học là nhân, có bằng cấp là quả. Chịu khó đọc sách, chịu khó học thuộc lòng, mai mốt mình thuộc là quả. Cho nên lúc nào cũng có nhân quả. Lá trà là nhân, đổ vô nước sôi ra nước trà là quả. Táo hạt mình gieo, có trái táo là quả. Thế thôi. Cho nên nếu mình không tin là một chướng ngại thứ hai, gọi là bất tín. Điều thứ ba, phỉ báng. Khi mình không tin thì có đi tới cái gì? Phỉ báng. Phỉ báng nghĩa là mình chê bai, mình nói xấu, mình nhục mạ, gọi là phỉ báng. Pháp Hòa xin thưa đại chúng vậy nè, nếu trong cuộc sống của chúng ta có những điều chúng ta không đồng tình thì chúng ta im lặng, chứ chúng ta không phỉ báng. Tại sao? Vì chúng ta là người chưa thấy được sâu hết tất cả các cái nhân duyên, nhân quả của mọi việc, cho nên không phỉ báng pháp nào. Mà mai mốt á, mình khổ đó, tự nhiên mình đi tới cái chỗ đó, mình lại cầu cứu người ta. Cho nên không phỉ báng. Nghi ngờ là một chướng ngại, bất tín là một chướng ngại, phỉ báng là một chướng ngại, rồi trọng tội nghiệp chướng cũng là một chướng ngại. Đây là Pháp Hòa nói về những chướng ngại mà làm cho mình không có đi xa hơn trên đường tu tập. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, mình là một con người tội lỗi, phạm pháp đủ thứ. Người mà phạm pháp đủ thứ thì dám xuất hiện chỗ cao đông người không? Dám đi tới đi lui một cách tự do không? Chướng ngại. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình nghe chỗ đó có một cái nơi nào có một vị thầy đến giảng, một hòa thượng đến mình muốn thăm. Nhưng mà bây giờ mình đang bị truy lùng bởi vì mình đang phạm tội, không dám xuất hiện. Quý vị đã từng xem phim đọc truyện, có những người con muốn về thăm mẹ thăm cha cũng không được vì đã phạm pháp. Thì khi mình đã phạm luật bị tội thì trở ngại cho việc tiến tu của chúng ta.
Đó là cái thứ tư. Và cái thứ năm là gì? Làm chướng ngại đường tu mình là gì? Là ngã mạn. Kinh nói á, ỷ trẻ ngã mạn, ỷ sức khỏe ngã mạn, ỷ giàu có ngã mạn. Ba cái này làm trở ngại mình hết. Cho nên á, thế nào được gọi là trưởng giả? Mình hay kêu nhà giàu là trưởng giả phải không? Nhưng mà thưa, giàu mà gọi trưởng giả là mình mới gọi được một cái nghĩa của trưởng giả thôi, chứ chưa nói trọn vẹn cái nghĩa của trưởng giả. Cái người trưởng giả là phải đủ ba đức: một, lớn tuổi; hai, giàu có; ba, đạo đức. Anh giàu, anh lớn tuổi và anh không có đạo đức, anh có một phần trưởng giả thôi, đó là trưởng giả bên ngoài, chứ chưa được kính trọng trọn vẹn cái nghĩa và cái đức của một bậc trưởng giả. Giàu mà không khinh ai mới gọi là trưởng giả. Còn giàu mà coi thường người khác thì mình chỉ vương giả người giàu thôi, chứ chưa có phải là cái người gọi là được kính trọng. Thường thường á, quý vị thấy quý những người mà giàu mà sống không có cầu kỳ không? Không có ngã mạn, không có tự cao, sống rất hòa đồng. Thường thường mình quý mấy vị đó. Hay là những cái người mà người ta có chức phận lớn nhưng mà người ta rất là hài đồng, hài hòa với mọi người, quý mấy người đó. Có phải không? Thì cuộc sống cũng vậy. Và khi mà mình bị cái ngã mạn nó trở ngại mình rồi, là trở ngại làm sao? Không ai dám tới với mình hết. Nói thôi tôi không dám tới với người đó đâu, họ coi thường người khác lắm. Cho nên rồi cuối cùng mình là cô đơn. Và cái thứ sáu là gì? Đó là giải đãi. Biết giải đãi không? Giải đãi là gì? À, giải đãi là lười biếng. Thế nào gọi là giải mà thế nào gọi là đãi? Thân mình mỏi mệt là giải. Thân nào nó mỏi, ví dụ nha, thức từ hồi 5 giờ sáng, đi ra đi vòng vòng biển, xong ngồi ăn, ăn xong về làm lễ, rồi ôi đi vòng vòng cả ngày hôm nay buồn ngủ muốn chết, nóng muốn chết, mệt muốn chết, nhưng mà chưa chết. Muốn thôi. Bây giờ cái thân nó mệt quá, giải. Nhưng mà nó nói thôi còn có một buổi nữa, nghe hai ngày nay ngán rồi, về ngủ cho khỏe, mai đi chơi. Nếu mà cái tâm mà nó nói như vậy mà cái thân nghe theo nó đó, gọi là giải đãi 100%. Bây giờ cái thân nó mệt, nó muốn nghỉ, nhưng mà cái tâm nó nói ngược lại. Nó nói từ hồi đầu qua đây làm gì? Qua đây đi tu. Anh cho em tiền mua vé máy bay đi tu. Đức lưng quần cho tiền mua vé máy bay. Vậy mà bây giờ qua đây mới tu có 1.5 ngày còn trả giá nữa. Thân mỏi mệt, tâm nghe theo nó, nghĩ luôn không tu là giải đãi. Giải là mệt của thân, đãi là biếng nhác của tâm. Nếu tâm nó nói mà thân nghe theo là giải đãi. Ngược lại, thân có mệt, nó nói nó muốn nghỉ, tâm khuyên nó, tâm nói ráng chút nữa đi, ăn mà còn ráng mà sao tu không chịu ráng. Có nhiều khi no quá, còn chút tụi nó ráng đi. Ờ à, cũng được ha. Có nhiều khi cái bụng thì no mà cái miệng cứ muốn ăn. Có không? À, vậy tại sao tu cũng làm vậy? Cái thân mà muốn nghỉ mà cái tâm chưa muốn nghỉ. Phải vậy mới gọi là dũng mãnh chứ. Mà hiểu ý không? Cho nên tinh tấn thì có, mà không khéo cái không dũng mãnh. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè, có khi nào mình tu mận chập cái mình chán, mình không muốn tu nữa không? Có. Có khi nào đi chùa mận chập thì chán không muốn đi nữa không? Có. Có chứ, ít nhiều thôi. Em nói thiệt à. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, cái gì gọi là tinh tấn nè? Khi mình tu mà trong khi mình tu mà một chập cái tự nhiên mình chán, mình ngán, mình mệt, mình muốn thối lui đó, thì lấy cái cây chèo như người chèo thuyền.
Nếu thả thuyền ra thì thuyền trôi lại chỗ cũ. Thôi bây giờ mệt rồi, lấy cái chèo chống lại ngay đó, cột dây lại, không đi nữa thôi, nhưng mà cũng không để nó lui sụp. Hiểu ý không? Cũng như vậy. Ví dụ hôm nào giận ai trên chùa không đi, ở nhà vẫn phải tụng kinh nha, là chống chèo lại không tới nữa thôi, không tới chùa thôi. Nhưng mà nếu mà ở nhà nó không, nghỉ tu rồi, tu mệt rồi, bỏ chùa, bỏ kinh, bỏ Phật, coi như là giải đãi đầy đủ, thì con ma giải đãi, con ma lười biếng nó đưa mình. Mà để ý coi, nghỉ tụng kinh chừng tuần tháng rồi tới hồi tụng lại ngán lắm, y chang như được đi chơi mấy ngày nay nè, thứ tư về nhớ đi làm nha. Nói trời sao đi chơi mệt mà về lại nghỉ làm mệt quá. Thỉnh thoảng mình nghỉ đi chơi xong 2 tuần 3 tuần về đi làm lại hơi làm biếng, rồi bắt đầu phải đi làm trở lại, từ từ nó boost up trở lại. Thì Pháp Hòa thưa lại chúng, Phật nói sự giải đãi, nếu mà lỡ mình giải đãi chống chèo lại. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa lại chúng, cái sự tinh tấn á, Đức Phật nói trong kinh á, người cần tinh tấn như đi thuyền đất qua sông. Thường thường cái thuyền là phải bằng gỗ, bằng cây thì mình mới nổi trên mặt nước đi được chứ. Vậy mà Phật nói á, mình như người chèo thuyền đất, dễ chìm không? Dễ ngấm nước rồi chìm không? Dễ bị nứt không? Dễ lắm. Cho nên lỡ mà mình ngồi trên chiếc thuyền đất mà xuống nước thì phải làm gì? Bơi cho chèo cho lẹ, để tập cập bờ cập bến trước khi nước nó ngấm vô chiếc thuyền đó nó rã ra. Phật nói sự tinh tấn của mình, sự mau chóng tu hành mình, nó không phải giống vậy đó. Mà muốn như vậy chúng ta phải phát nguyện. Thưa đại chúng, tu mà không có phát nguyện tu cũng được. Ví dụ nè, thôi tôi không ăn chay đâu, tôi cũng có hứa à, ăn được ngày nào ăn à, rốt cuộc không ăn ngày nào, bị không có hứa. Nhưng mà nếu mình phát nguyện là tôi người con nguyện ăn chay mỗi tháng 2 ngày, làm gì làm trong tháng đó cũng sẽ có 2 ngày. Quý vị không cần mùng 1 rằm gì hết á, ăn nhớ như vậy cũng tốt. Mà lỡ mình do làm lịch làm việc của mình, miễn sao tháng đó có 2 ngày chay. Đó là Pháp Hòa nói là đường cùng mà mình bận rộn, nhưng mà mình nói thôi tôi không có phát nguyện gì hết á, ăn được tới đâu ăn thì không giống mạnh. Ví dụ quý thầy đi tu, nói không tu cũng có hứa tu luôn à, tu được ngày nào tu à. Trời này nguy hiểm quá. Phải không? Thì tu phải phát nguyện chứ. Thì Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa ngài thấy cái khổ của chúng sanh, cho nên ngài nguyện, ngài bỏ cung vàng điện ngọc để đi tìm ra một cái con đường để giúp cho chúng sanh thoát cái cảnh này. Cái cảnh mà họ cứ đắm chìm trong cái mải mê của nhục dục, của khổ đau mà họ không biết. Họ đang cười nói, nhưng mà trong cái cười nói đó nó đã lồng sẵn cái mầm của khổ đau, họ không hay. Cho nên quý vị biết không, cái bức tượng Phật thờ ở chánh điện đây nè, thường thường quý vị thấy các chùa Phật để tay sao? Để tay ngồi thiền, hai tay để trong lòng bàn chân ngồi thiền. Mà Phật ở đây lại giơ tay lên, phải không? Phật đưa how many? Mình nói 3. Rồi còn không, mình quỳ xuống mình lại, Phật nói good girl. Còn nếu mình là nam mà mình quỳ dưới này, Phật nói good boy. Thưa đại chúng, trong pháp mật Đức Phật có 108 ấn. Ấn là một biểu tượng. Theo Ấn Độ giáo, ấn còn biểu tượng cho một sự chào hỏi. Pháp Hòa ví dụ nha, bây giờ người Thái Lan họ gặp mình với người Campuchia họ gặp mình, họ làm sao? Đây, đây là một cách chào của người Ấn, người Thái. Mà Đức Phật ngày xưa cũng dùng cái này để tiếp xúc Phật tử hàng ngày.
thì đây là một trong những cái ấn thường nhật của Đức Phật, ấn hiệp chưởng. Hiệp là hợp lại, chưởng là bàn tay. Thí dụ như nó đừng lạng quạng tôi chưởng một chưởng văng ra cây nha. Chưởng là bàn tay. Cho nên đó, hiệp chưởng là đưa hai bàn tay lên. Quý vị thấy quý hòa thượng lớn mà mỗi lần lễ có đội cái mão cao cao không? Cái mão đó gọi là mão hiệp chưởng đó. Mão hai bàn tay chấp lại nè. Thấy không? Thấy giống như quý hòa thượng đội như cái bàn tay đó. Cái tên của cái mão đó gọi là mão hiệp chưởng. Rồi bây giờ nè, Đức Phật đưa bàn tay này, đây là ta bàn tay chuyển pháp luân. Bây giờ quý vị nhìn lên tay Phật nha. Đức Phật bắt hai cái cánh tay, hai bàn tay Phật bắt hai cánh này. Một cái, hai cái Đức Phật chấp lại để biểu tượng cho ánh sáng mặt trời xoay vần để xóa cái tối tâm vô minh. Cho nên gọi là chuyển pháp luân. Ấn này gọi là ấn chuyển pháp luân. Chuyển pháp tức là vận chuyển cái bánh xe pháp. Bây giờ Pháp Hòa nói, nếu mà quý Phật tử quý vị có thấy rằng sau khi quý vị nghe pháp một thời gian rồi, mình mở mang ra nhiều, hiểu biết nhiều không? Đó. Như vậy thì quý thầy chuyển pháp, mình nghe mỗi ngày, cái tâm trí mình sáng dần những cái mê lầm, những cái hiểu lầm của ngày xưa tan dần hết, tan dần hết. Hồi xưa mình mê đốt giấy tiền vàng bạc lắm. Tại vì mình nói là đốt xuống dưới cho ông bà có xài, mà lên chùa ghi xin cho ông bà con mau siêu thoát. Nếu mà siêu thì có ở dưới đâu lãnh cái tiền đó. Như vậy mình làm chuyện gọi là gì, mâu thuẫn không? Xin cho Phật, xin Phật cho ông bà con lên trển, mà năm nào cũng đốt giấy xuống dưới cho ông bà xài. Hỏi đốt chi vậy con? Đốt cho ông bà ở dưới xài. Vậy con muốn ông bà ở dưới hay muốn ở trên? Muốn ở dưới thì khỏi ghi tên cầu siêu, phải không? Mà muốn ghi tên cầu siêu thì khỏi đốt giấy nữa. Hiểu được cái đó rồi, ô cái mê lầm của cái đốt giấy đó nó không còn nữa. Như vậy thì hai cái bánh xe mà Đức Phật chuyển nè, ánh cái này như là cái vần mặt trời, Đức Phật chuyển ánh sáng mặt trời để cho cái ánh, cái bóng tối nó xua tan. Và nó là hình ảnh của một bánh xe chuyển. Cho nên cái ấn này gọi là ấn chuyển pháp luân. Điều thứ hai, Đức Phật bắt hai cái ngón cái, hai cái trâu lại nương vô nhau, tượng trưng cho gì? Trục xe, giữ xe cho thăng bằng. Và những cái ngón tay đó là câm xe. Đây là trục xe và câm xe, nó liền lạc, nó đi với nhau, xe không có đổ. Điều thứ ba, hai cái này còn tượng trưng cho gì? Vật chất và tinh thần. Mình sống ở đời, ngoài cái chuyện đi tìm cơm áo gạo tiền, không thể thiếu tinh thần đi chùa, nghe pháp, tụng kinh, gần thiện hữu tri thức. Tại sao? Bởi vì nếu mình khổ, tiền nó không có giúp mình. Nhiều khi tiền càng nhiều, khổ càng lớn. Nhưng mà nếu như mình hiểu được đạo lý mà Đức Phật dạy, tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm là tại người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Khi mê, bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Khi mê, tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Ai mà không cần tiền? Nhưng mà nếu xài tiền mà thiếu cái tâm sáng để xài tiền thì tiền này đem ra làm khổ mình. Cho nên ví dụ như lỡ có tiền bị mất, nhưng mà nhờ nghe pháp hiểu rồi, tiền bạc vật ngoài thân, tiền của là của năm nhà, có đó rồi mất đó. Nhờ hiểu như vậy, cho nên mất tiền không khổ.
bị lường gạt tiền không khổ. Họ qua đây không có gì hết. 60 năm sau bao nhiêu năm có chút chút. Bây giờ có bao nhiêu không cần biết. Nhưng mà khi mình mất đi rồi, mình nhắm mắt mình tắt thở rồi á, thì người ta biết mình có bao nhiêu chứ mình hết biết. Có một câu chuyện vui á. Cái ông chồng đó, ông mới để lại cho bà vợ một số tiền. Ông mới dặn, ông nói anh nó đi làm cực khổ để dành tiền này, mai mốt á, anh mà có chết rồi nhớ chôn theo anh nghe không. Bà vợ hứa, anh yên tâm, anh nói sao em làm vậy. Sợ còn không chắc, bà nói câu tiếng Anh cho ông yên lòng. If I you want, I afternoon you. Anh muốn em sẽ chiều anh. Đến cái ngày liệm ổng á, bà khóc nức nở, bà mới nói anh để lại cho em một số tiền mặt quá lớn, em giữ rất là cực, khiêng rất là nặng, cho nên em đã để hết tất cả vô nhà băng rồi. Và em cũng sợ anh khiêng nặng lắm, thôi để em ký cái check gửi cho anh cầm cho nó nhẹ. Rốt cuộc ổng có được mang theo không? Ổng mang cái gì? Mang cái tấm check. Quý hiểu ý không? À, không có mang được cái gì. Như vậy thì con người chúng ta sống, chúng ta vẫn cần vật chất, nhưng không thể thiếu mặt tinh thần. Bởi vì con người chúng ta khổ là khổ cái tâm. Khổ cái thân này không sao. Quý vị khổ thân chưa? Khổ rồi, mấy chục năm làm cực nhọc khổ rồi. Nhưng mà nhiều lúc đó mình khổ thân vậy mà không thấy khổ. Khổ tâm khổ cùng cực. Thậm chí đi làm 8 tiếng đồng hồ không khổ không cực. Người ta nói sóc con câu khổ mấy năm trời. Một câu nói người ta mà khổ cả đời. Làm 8 tiếng không mệt. Làm 8 tiếng ra mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu, cong xương sống, cống xương sườn, không mệt. Về nhà, ổng xào cho con câu, mệt, vô phòng nằm, không ăn. Khổ không? Khổ. Như vậy thì khổ cái tâm lớn lắm. Nhưng mà nếu mà người đó mà có nghe pháp á, quán liền. Người còn không thật, huống chi lời nói. Đã biết là vô thường sao lại còn phiền não. Nhớ ra liền những câu pháp đó, nhờ những cái bài pháp đó tinh thần mình quật lại liền. Ổng nói mình mắc gì tự ái giận không ăn. Ra ăn bình thường. Hiểu ý không? Cho nên hai cái chấu Đức Phật đâu lại. Nếu mà nói về cái pháp đó là ánh sáng mặt trời chuyển để xua tan cái ống tối. Và nếu mà nói về giáo pháp, con người chúng ta không thể thiếu hai mặt vật chất tinh thần. Cho nên ở đây cũng vậy, Pháp Hòa biết ai cũng phải cực đi làm lắm. Không phải ở đảo này mới cực, ở đâu cũng cực hết. Ở đâu không cần biết mình tuổi gì mà ra tới nước ngoài là đổi thành tuổi trâu hết. Tại vì sáng nào cũng đi cày. Vậy thưa đại chúng, mình được cái duyên phước chùa đã có sẵn, thiện tri thức đã có sẵn, chúng ta chỉ cần tới để mà thấy. Giáo pháp Đức Phật có một cái đặc điểm là đến để mà thấy, chứ không thể nghe. Nghe không chưa đủ, quý vị ứng dụng thực hành để nếm được pháp vị. Pháp vị là vị của pháp. Khi mình đi đâu ăn ngon, thấy món ngon múc miếng nếm thử, ăn được mới mua nhiều. Ăn cái gì mà mình thấy ta gấp là biết rồi đó, chịu rồi đó. Thì giáo pháp cũng thế. Mình phải đến mình nếm được cái pháp thì mình mới hiểu được cái pháp nó như thế nào. Cho nên cái người tu là một người sống tích cực, biết chuyển hóa mọi cái khổ đau, mọi cái khó khăn trở thành ra cái hạnh phúc, cái an lành. Một cái nhà mục với tâm trí kiên quyết, cái nhà đó cũng trở thành ra một ngôi nhà kiên cố. Quý vị để ý coi, cái gì dơ là phải chùi, cái gì dơ là phải rửa, cái gì hư là phải sửa,
cái gì gãy là phải thay, vân vân. Mình tu y như vậy hết, mỗi ngày quán lại cách ăn, cách nói, cách sống của mình, sai chỗ nào, sót chỗ nào, sửa chỗ đó. Như mình uống viên thuốc bổ, tại sao kêu uống thuốc bổ? Uống viên đó vô, thiếu chỗ nào, bổ chỗ đó. Thiếu vitamin A, bổ vitamin A. Thiếu vitamin C, bổ vitamin C. Vậy viên thuốc đó gọi là multi vitamin, viên thuốc của thuốc bổ mà. Chỗ nào khuyết, thiếu, bổ vô. Thì ở đây hôm nay Pháp Hòa muốn thưa đại chúng, trong kinh á, Đức Phật có nói tới 6 cái chướng ngại của mình. Và trong đó có những chướng ngại như là bất tín, nghi ngờ, gì nữa, phỉ báng, lỗi lầm, gọi là ngã mạn, gọi là giải đãi. Thì trong đó có giải đãi là lười tu. Thôi bây giờ quý vị nhớ nha, mình tu phải tinh tấn thêm chút. Ai chưa đi chùa, tập đi chùa mỗi tháng ít nhất một lần. Ai chưa ăn chay, phát tâm mỗi tháng ít nhất một ngày ăn chay. Pháp Hòa ăn tháng có 2 ngày à, cứ ngày chẳng ngày lẻ vậy đó. Người nào chưa tụng đi chùa tụng kinh, sắp xếp đi. Mọi việc là do mình xếp, mình sắp, mình xếp là nó vô hết. Còn mình không có sắp, mình ở nhà cứ xếp không à, xếp cho nó vô, sắp sắp để cất tủ sắt. Cũng sắp xếp mà sắp cái đó càng sắp càng lo. Phải sắp xếp làm sao để mỗi ngày mình có một chút tâm linh. Để Pháp Hòa thưa với đại chúng, Đức Phật của chúng ta, khi mà Ngài muốn biểu lộ cái tâm của Ngài, Ngài đều đưa cái ấn lên hết. Thí dụ Đức Phật mà ngồi hai cái tay mà để lên vậy, để ngay trước cái chân của Ngài đó, quý vị biết cái ấn đó ấn gì không? Ấn đó gọi là ấn thiền định, còn gọi là ấn hàng ma. Ma có nghĩa là những loạn tâm, loạn tưởng. Khi mình để cái tay đó là biểu tượng sự định tĩnh đang có mặt. Ví dụ quý vị đang đi ngoài đường vậy, bước vô thấy một người đang ngồi để tay vậy, cái mình nói sao? Đừng có nói chuyện, có người đang ngồi thiền. Mình đâu biết gì đâu, nhưng mà thấy cái người ngồi đó để hai cái tay vậy là biết đang thiền, phải không? Vậy thì người đó ấn thiền định hàng ma. Rồi cái mình có vô ra mình nói, họ không có động tâm. Những cái tiếng lào xào xung quanh không có quan trọng. Thì Đức Phật có một cái ấn chuyển pháp luân là cái ấn này nè. Hai cái ngón tay Ngài chuyển lại, phải không? Ngài đưa lại. Thì quý vị bây giờ hiểu được cái ý nghĩa của cái ấn chuyển pháp luân rồi. Thì nhớ là hai cái trục nó phải nương nhau, đời với đạo phải nương nhau, vật chất tinh thần phải nương nhau. Nếu như mà mình á, cứ tối ngày lo đi chùa, không lo gõ mõ, không lo đi làm ăn gì hết á, xin Phật cho con có cơm ăn, mà sao tụng hoài Phật cũng đói, mình cũng đói luôn. Phải đi làm, rồi đi làm về nhà phải sắp xếp thời gian sao có giờ mình ứng dụng, mình tụng kinh. Nhà xa chùa tụng ở nhà, mỗi tuần đi chùa một lần, mỗi tháng đi chùa một lần. Hay là tệ nữa đó, là một năm phải đi những cái đại lễ. Đó là tệ đó nha. Đi Phật đản, đi Vu Lan, đi Tết đó. Chứ còn nếu mà là Phật tử thì phải nên, thưa đại chúng, không phải đi chùa mới tốt, không phải vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta gọi là chùa? Chùa là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn là vihara. Dịch nghĩa của những chữ đó là gì? Chùa có hai nghĩa: thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Đó là nghĩa của chữ chùa. Gần gũi chỗ lành, xa lìa chốn ác. Bây giờ quý vị mà đi trong sân chùa, tôi gọi là đất Phật, đất Già Lam, mình vô trong này mình ngồi hồi tâm nó cũng lắng. Đi ra ngoài gốc cây ngồi tâm nó cũng lắng.
mà đói bụng quá vô xin miếng ăn, ăn chay nhẹ nhàng dễ dàng. Buồn khổ gặp quý thầy quý sư cô chia sẻ. Cho nên chùa là cái nơi để mà chúng ta trở về nương tựa. Cho nên như hồi sáng ni sư đọc cái câu thơ của ngài thi sĩ Huyền Không, bài thơ đó, bốn câu đó là bốn câu cuối của bài thơ Nhớ Chùa. Hòa thượng bắt đầu tự câu: từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua, trong tôi bừng dậy niềm chua xót, mơ sao sợ gì à, mơ về cảnh tượng xưa. Và bốn câu cuối là cái bài hồi sáng ni sư đọc đó: mái chùa che chở hồn dân tộc, biết đến bao giờ mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Cho nên mình Phật tử đi chùa lễ Phật, nghe pháp, về nhà ứng dụng trong đời sống tu hành của mình, thì nhờ như vậy cho nên tất cả những cái khổ trong cuộc sống này nó có xảy đến với mình nhờ giáo pháp, cho nên mình bình an lắm. Mình bình an lắm, mình không có sợ hãi, mình không có khổ đau khi mọi việc nó đến. Thưa đại chúng, làm việc Phật sự mà chí không có vững, tâm không có bền, dễ lui sụt lắm. Tại vì ngoại chướng rất là nhiều, nội ma ngoại chướng rất là nhiều. Mà nội ma ngoại chướng mà tấn công mình liên tiếp mà mình không có đủ nội lực ấy, thì mình đã thua cuộc, mình đã thối lui. Thôi thì trong buổi tối hôm nay đại chúng trở về chùa một lần nữa để chúng ta có buổi sinh hoạt với nhau. Buổi nói chuyện này như là một lời chia sẻ và cũng như nhắc nhở tất cả chúng ta, quý vị có duyên phước ở gần đây, tranh thủ thường xuyên về lễ Phật, nương tựa Tam Bảo, phải không? Nương tựa Tam Bảo để cho chúng ta có được một cuộc sống an lành bởi sự hộ trì của Phật Pháp Tăng. Chúc đại chúng có thân tâm an lạc, tinh tấn tu học. Bây giờ ở đây có hai câu hỏi ngắn, xin đại chúng mà chịu khó nha. Con đã thọ Bồ Tát Phạm Võng tại gia cách đây hơn 6 năm. Nay con thọ Bồ Tát Du Già tại gia, vậy có được không thưa thầy? Nếu được thì một tháng con tụng giới 3 lần phải không? Kính xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Dạ thưa không cần. Thật ra đó, Bồ Tát Du Già, Bồ Tát Phạm Võng gì á, tất cả đều chỉ là những quyển kinh nói về giới của Bồ Tát. Quý vị thọ thêm tất cả cái phần nào của Bồ Tát giới đều tốt hết. Thậm chí bây giờ có thọ thêm là U Bà Tắc giới, 6 giới trọng mà 28 giới kinh cũng không ngoài Phạm Võng kinh. Chọn một bản nào cũng được. Còn nếu mà mình muốn biết rằng 6-3 cái bản giới mà mình thường đã thọ đó như thế nào, thì mùng 1 mình tụng quyển giới này, rằm mình tụng quyển giới kia, rồi cứ đáo lại, chứ không cần một tháng tụng 3 lần giới. Tuy nhiên nếu mình muốn tụng 3 lần, 6 lần hay mỗi tối đều được hết, không có sao cả. Vì tụng giới là ôn lại những cái điều Phật dạy để mình hành trì, chứ không có cái luật nào bắt mình chỉ một tháng tụng được 2 lần hay một tháng phải tụng 3 lần. Pháp Hòa biết có một hòa thượng, ngài chuyên trì luật á, mỗi tối á, là ngài đắp y lên chánh điện, ngài tụng hết 250 giới tỳ kheo mỗi tối luôn trước khi ngài đi ngủ. Vì ngài chuyên về hành trì về giới luật, đó là ngài chuyên về trì luật, mỗi tối ngài vẫn tụng giới. Vậy thì tụng giới không có quy định là bao nhiêu lần, nhưng mà hỏi là có phải bắt buộc mình đã thọ như vậy rồi một tháng 3 lần không? Không, nhưng mà ít nhất phải một lần một tháng. Nếu mà không 2 lần mỗi tháng thì tệ lắm phải một lần. Rồi mình chọn cái quyển giới nào mình hợp, hay là mình thay đổi, tháng này tụng cuốn này, tháng sau tụng cuốn kia, để mình biết hết tất cả những cái giới pháp và mình combine lại
mình rút lại để mình hành trì. Câu thứ hai, gia đình con làm lễ an vị Phật lên hơn 20 năm. Khi quý thầy quý sư làm lễ an vị, con có quay phim buổi an vị. Xong lễ an vị, các con đã mở lại cuốn video. Gia đình con nhìn ánh hào quang tỏa sáng trên đỉnh đầu của Đức Quan Âm. Con cúi xin thầy cho con biết vì sao. Ủa sao Đức Quan Âm phóng hào quang không hỏi ngài? Pháp Hòa đâu có biết vì sao ngài phóng. Thưa đại chúng, cái này á, thật ra thì mình không dám bàn nhiều, bởi vì mình không khéo thì các vị lại hiểu lầm là mình đi phô trương những cái điều huyền bí trong Phật pháp, không? Nhưng mà đại chúng cứ để tâm như thế này thôi. Hữu cảm giai thông, tâm thành tất ứng. Mình có cảm là sẽ có thông, gọi là thông cảm. Mình tâm mình thành là sẽ có ứng. Điều đó không phải xảy ra với bất cứ ai, mà nó sẽ xảy ra ở tùy theo tâm thành của chúng ta. Không thể khoe khoang điều này, bởi vì đây không phải là chủ đích của đạo Phật. Nhưng nếu chúng ta có điềm lành xuất hiện trong khi tu hành, thì tâm niệm chúng ta ghi nhận đó là điềm lành để khuyến khích chúng ta hơn trên con đường tu thôi. Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện nhỏ về Pháp Hòa. Hồi đó học xong lớp 9 là Pháp Hòa 15 tuổi là nhất định đi tu. Thì xin ba mẹ đi tu thì ba mẹ không cho. Buồn quá chừng buồn, tại vì mình quyết lý mình đi tu mà. Mà giờ hồi 8 tuổi xin đi tu không cho, rồi giờ 15 tuổi xin đi tu cũng không cho. Thì cái buổi trưa hôm đó Pháp Hòa ngủ mà thiêm thiếp thôi, thì Pháp Hòa thấy có một cái ông đó, ông đứng trước mặt mình. Mà Pháp Hòa nhớ mình nằm á, là mình giống như ở dưới cái chân giày của ông. Ông to, thật là to. Ông cúi cái mặt ông xuống gần cái mặt mình, ông chừng lên vậy nè. Ông nạt một tiếng: tới giờ này mà chưa chịu đi. Giật mình vậy. Mà lúc đó không biết cái ông đó là cái ông gì mà hoảng hốt sợ hãi vô cùng. Bây giờ mình vô chùa mình tu, mình biết cái ông đó là ông hộ pháp. Nhờ cái ông đó mình mới đi lẹ. Trước khi Pháp Hòa đi xuất gia, có một thượng tọa gặp Pháp Hòa. Thì thượng tọa mới cho Pháp Hòa một bài thơ. Đây là bài thơ: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Thầy cho bài thơ đó xong, thầy mới nói thòng thêm một câu nữa: ngày nào con được cạo đầu đi tu, thầy cho con thêm hai câu nữa: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Trong cuộc đời của chúng ta có những điều xuất hiện, có thể một câu thơ, một câu nói của ai đó, mà để cho chúng ta lấy đó làm cái điểm tựa đi lên. Ở đây Pháp Hòa cũng muốn nói, nếu trong khi chúng ta làm việc tu hành có những cái gì đặc biệt nó xảy ra, đừng lấy cái đó làm cái điều gọi là tự mãn, mà phải hoan hỷ cảm nhận đó là sự khuyến khích của hộ pháp Long Thiên Tam Bảo. Tâm niệm biết thôi, để mình không lui sụt trên đường tu, để mình không lui sụt trên con đường tu tập và làm Phật sự của mình. Pháp Hòa bắt đầu làm Phật sự năm 17 tuổi. 17 tuổi là bắt đầu nói pháp thoại rồi đó, mà nói local thôi, nói cho Phật tử trong chùa thôi.
viết trên bảng những bài kệ, chỉ các vị đọc kinh, đọc chú, rồi giải thích mấy bài kệ. Lúc 17 tuổi, 18 tuổi là đã hướng dẫn bác quan trai đi nói pháp thoại trong chùa, mà lúc đó là chưa có thâu băng á. Nếu mà thời đó mà ai có thâu băng cho Pháp Hòa là Pháp Hòa đã chính thức rồi, nói pháp thoại năm 19-20 tuổi. Cho nên cái này Pháp Hòa tin. Nhưng mà Pháp Hòa xin thưa, cái đạo Phật không có chủ yếu là đi nói ô Phật phóng hào quang chỗ kia, Phật phóng hào quang chỗ nọ. Mình không có chủ trương cái đó. Nếu có là chỉ cảm nhận một thoại tướng, một điềm lành nhắc nhở mình thôi. Cho nên Đức Quan Âm đó, mà có ánh sáng như vậy đó, thì quý vị biết rằng cái ngày lễ đó với tất cả tâm thành mình đã có được sự giao cảm nhắc nhở mình, rồi cứ theo đó mà tiến bước không lui sụt. Có một cô Phật tử đi vượt biên nha, cầm theo Đức Quan Âm đó, lên tàu đó, bị hải tặc giục giật đồ của người ta hết. Nó giật cổ nắm cái tượng trong này nè, nó tưởng đâu là cái gì quý, nó giật cái tượng, nó giật cái túi, nó mở ra thấy Đức Quan Âm con mình cái tượng trong đó. Nó cột lại, nó tức mình, nó giục một cái văng lên cái bon tàu. Trời ơi, cổ sợ nó bể. Tới hồi họ đi rồi đó, họ chạy cổ lùm là cái tượng không hề hấn gì hết. Cổ qua tới trại tị nạn, người ta cho cổ vô cái nhà đó ở, cả gia đình cổ. Bắt đầu những người dân ở trại tị nạn lâu năm nói nhỏ với nhau rồi: tôi bảo đảm gia đình này tối nay là ôm gói mà chạy hết, tại vì cái nhà đó nhà ma, không người nào vô ở được hết. Bao nhiêu người vô ở là chạy hết, người nào mới tới là được đưa vô đó, mà người nào ở chừng 3 đêm là chạy hết. Vậy mà cái gia đình này ở suốt bao nhiêu tháng trời chờ ngày đi định cư ở Canada mà không hề chạy. Quý vị biết tại sao không? Khi cổ vô cái nhà đó, cổ nói: trời ơi, bây giờ cái nhà này ở trại tị nạn vậy, đâu có chỗ gì đâu mà thờ Phật. Thôi bây giờ mình để tầm bậy tội chết. Cổ ngó hồi cái cổ thấy ở trên cái nóc á, nó có cái cây á, cổ biểu một con, cổ leo lên nó cột Đức Quan Âm toàn tan ở trên cái cây nó vậy đó. Mà quý vị biết không, yên hết nhà ở, không ai thấy gì hết. Lạ không? Cổ qua tới bên này, bây giờ mặc dù nhà cao cửa rộng, có khả năng sắm bao nhiêu tượng Phật á, vậy mà cổ vẫn giữ Đức Quan Âm đó cổ thờ cho tới bây giờ. Có những cái chuyện khi làm Phật sự nó màu nhiệm lắm, bất khả tư nghì lắm, nói không hết đâu. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ thưa với đại chúng, Pháp Hòa tin rằng những thầy, những cô làm Phật sự đều trải nghiệm qua những cái màu nhiệm trong khi làm Phật sự hết. Phật tử nào mà tâm thành mà tu tập cũng đều có những cái kinh nghiệm đó hết. Nhưng chúng ta không lấy cái đó làm tự mãn, tự đắc, cho nên không có khoe khoang gì hết. Nhưng mà sẵn hôm nay qua câu hỏi này, Pháp Hòa chỉ muốn nói thêm để cho đại chúng biết rằng thoại lành, thoại tướng, điềm lành để tinh tấn thôi, chứ không có phải là cái điều mà chúng ta mong mỏi. Càng mong là càng không có. Cứ tự nhiên mà tu tập, nhân đúng thì quả sẽ đúng thôi. Chúc đại chúng an lạc.